Chuyện 23S xin chào các bạn Hôm nay Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả Dương Cầm Mời các bạn cùng nghe chuyện Dù nói là không quan tâm Nhưng khi giúp việc gọi lại lần nữa hối thúc cầu khẩn Còn hứa ngược xuôi rằng mình đang nói sự thật Thì Tú Diệp vội đứng dậy Lau nước mắt rời khỏi nhà Trời mưa như chút nước Đỗ xe lại Cô ngập ngừng một lát Mới lấy ô đi đến cửa Tự đặt tay vào bảng điều khiển để mở anh vẫn chưa xóa vân tay của cô trên cửa giả dối thâm tình làm gì chứ lọt vào trong cô đứng im bất động nhìn đám người lố nhố đứng ngoài sân còn nam cường nằm bẹp trên sân bị ai đó ngồi trên người không ngừng đánh điều lạ hơn cả là vệ sĩ của anh ngay cả chú hải đứng ở đó cũng không can thiệp thấy cô đến mọi người lập tức lớn tiếng chào như báo với hai người kia cô chủ người đang giơ nắm đấm lập tức ngừng lại ngước mắt nhìn cô rồi buông nam cường ra không đánh nữa tú diệp em đây rồi. Cô không để ý người đó mà hướng mắt đến người đang nằm trên sân. Vừa bị đánh không kêu, bây giờ thấy cô thì rên hừ hừ, nước mưa hòa với máu chảy lênh láng. Người đàn ông đứng chắn trước tầm nhìn của cô, ánh mắt nhìn cô mừng rỡ nói. Bà xã, cuối cùng cũng gặp được em. Lúc này, Tú Diệp mới biết người đứng trước mặt mình chính là Nam Cường, chồng thực sự của mình. Chân cô như hóa đá, cơn gió lạnh từ đâu ập tới, khiến toàn thân cô run rẩy đến loạn choạng, mùi hương trên người đàn ông này rất hắc, giống hệt với mùi hương mà cô đã ngửi thấy vào ngày đăng ký kết hôn, ngỡ rằng nam cường thật sự đã không còn, mà người này vô cùng giống với dung mạo của Bình An, chứ không như ảnh mà cô đã nhìn thấy, tầm nhìn chẳng còn rõ nữa, mùi hương trên người đối diện khiến cho cô khó chịu mà ngã khuỵu xuống nôn thốc nôn tháo. Mọi người quên luôn kẻ nằm trên sân súng vào cô, Tú Diệp sớm đã kiệt quệ khi nhiều ngày tra tấn tinh thần, nôn xong, cơ thể cứ thế lịp dần đi. Trong tầm mắt hòa với nước mưa, cô thấy loáng thoáng người đang bị thương bỏ nhanh dậy, lao đến chỗ mình như một con sư tử nổi giận mà gạt người đang đỡ cô ra quát lớn. Lấy xe, đưa quay đi bệnh viện đi! Ai nấy đều vội vã đến cuống quýt chú Hải đều người lái xe đưa cả hai vợ chồng họ đi viện rồi cùng ngồi vào ghế phụ. Hai chiếc xe cùng nhau rời đi một cách nhanh chóng. Tú Diệp khẽ động đậy, khi bản thân bị ôm cứng bởi một cơ thể ướt sũng còn nóng như lửa. Dù muốn tỉnh táo lại, nhưng đầu óc càng lúc càng quay cuồng chóng mặt, cuối cùng thì vẫn là thiếp đi. Đến bệnh viện, chú Hải nhắc vệ sĩ gọi bác sĩ có hai ca cấp cứu. Vậy nhưng người nào đó còn chẳng thèm để ý tới ánh mắt ái ngại của người xung quanh lẫn cả bác sĩ, vẫn nhích nhác đi theo tú diệp tới tận phòng cấp cứu. Chú Hải lấy quần áo từ vệ sĩ đặt vào tay Nam Cường. Cậu mau đi xử lý vết thương, và thay quần áo đi Cháu không sao Nó đánh như này chẳng thấm vào đâu cả Không sao nhưng soi gương đi Cậu định dọa Tú Diệp ngất xỉu lần nữa đấy à Đừng khiến người khác lo lắng Dù hai người sẽ ly hôn Nam Cường nâng mắt nhìn chú Chú Hải vừa quay đi không để ý Làm việc lâu năm Nhưng chú không thèm nhắc cậu ta rằng Ánh nhìn quắc mắt kia thật sự không nên dùng Chú già rồi Không chịu nổi mấy ánh mắt ấy đâu Đêm đêm gặp ác mộng Tuổi già sớm tìm đến là cậu ta mất người hiểu chuyện như chú ở bên cạnh đấy tú diệp được đưa về phòng chăm sóc chú hải mang theo một nắm thuốc đưa cho nam cường bác sĩ đưa cho cháu mau uống đi đừng nghĩ là mình khỏe mà sốt cũng không thèm để ý cái mặt hiện tại xấu xí lắm tú diệp mở mắt đảm bảo ác mộng nhiều ngày đấy ít ra cháu vẫn còn trẻ hơn chú hồi còn trẻ tôi còn đẹp trai hơn cậu lại thân thiện không dọa người khác như cậu tôi yêu ai là biết chứ không như cậu mau đi học lớp tư vấn về cách yêu đi. Thuốc trên tay chú bị rằng lấy, Nam Cường bóc thuốc, ngửa cổ dốc hết vào miệng. Bây giờ chú ra ngoài đi, đừng lại nhà nữa được không? Vợ con cháu cần được nghỉ ngơi. Vợ con cháu, sốt hóa sảng rồi à? Đó là em dâu cháu chứ vợ cháu bao giờ? Chú, chú Hải khẽ cười, ung dung đút tay vào túi quần ra ngoài, trước khi lọt qua cửa, chú ấy còn nhắc, em cháu đang đòi đến đây đấy. Nhắc người trông coi nói kỹ cho cháu. Chưa có lệnh của cháu, không cho đi đâu cả Chú lo nốt chuyện giấy tờ cho cháu đi Tú Diệp bất ngờ tỉnh giấc Nhưng vẫn nằm im nghe ồn ào của hai người Bây giờ cô đã lờ mờ đoán được Người muốn kết hôn với cô là em trai của anh Nhưng thời gian qua Nam Cường đã không cho em trai anh gặp cô Lý do là gì Nhất thời cô chưa nghĩ ra Rồi vợ con cháu là sao Chẳng lẽ cô có thai thật sao Chú Hải đóng cửa lại Tú Diệp gỡ tay đang bị Nam Cường nắm ra Lóc ngóc bỏ dậy nam cường thoáng bất ngờ đỡ nhưng cô gắt. đừng động vào tôi ngồi dựa thành giường tú diệp chẳng để ý tới khuôn mặt sức sẹo sưng vác của anh mà ấn gọi bác sĩ chẳng mấy chốc bác sĩ xuất hiện cô nhìn nam cường lạnh nhạt anh ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ tú diệp có gì ra ngoài khuôn mặt của anh đanh lại ánh nhìn gườm gườm hai tay nắm chặt hơi thở nặng nề kiềm chế sự tức giận tú diệp căng mắt nhìn không sợ sệt cho đến khi anh ra khỏi phòng bệnh Vị bác sĩ lúc này mới hỏi thăm Cô thấy người sao rồi Có thấy đau hay mệt ở đâu không Bác sĩ Tôi có thai sao Ngay khi nhận được câu trả lời Cô đã có thai gần 5 tuần Mà Tú Diệp ngồi bất động như bị điểm huyệt Cô chỉ nói bừa để chọc giận Nam Cường thôi Sao lại có thai thật rồi Nằm trùng chăn trên giường Nam Cường đã trở vào phòng Nhưng cả hai đều im lặng Nhất thời cô còn chưa biết làm gì khi con đến vào lúc này, mỗi lần nam cường động vào người, Tú Diệp lại tránh như tránh hủi, phòng bệnh xuất hiện thêm người, Tú Diệp mới ngồi dậy. Hoàng Phú mang đến túi hồ sơ có đơn ly hôn, rụt rè nhìn người đàn ông mặt lạnh như tiền đang ngồi ở nơi sofa phòng bệnh. "Chị làm sao vậy? Cảm ơn cậu, mau về đi." "Sao chị lại nhập viện? Tối qua đi chơi với em vẫn còn khỏe cơ mà." Nói xong, nhìn thấy gã đàn ông kia liếc mắt mình bằng ánh mắt sắc như dao, Phú cười nhăn nhở rồi còn giơ tay xoa đầu Tú Diệp. Chị gái xinh đẹp, cần gì cứ gọi cho em nhé. Biết rồi, mau về đi. Hoàng Phú ghé sát tay cô thì thầm. Đây có phải là chồng chị không? Anh ấy đánh nhau với ai à? Tú Diệp liếc nhìn Nam Cường, nhếch miệng cười nói lớn. Đó là anh chồng chị, giới thiệu với em sau. Sau đó cô nói thật khẽ. Về đi, không bị đánh đấy. Hoàng Phú cười trừ với Nam Cường khi ánh mắt người ta càng lúc càng đậm Chẳng hiểu vì sao yêu vợ lại đói đi ly hôn Đúng là điên Tú Diệp xoay người xuống khỏi giường Nam Cường nhanh chóng tiến đến muốn đỡ Cô lại né lạnh nhạt Không cần Tôi có làm sao đâu mà phải đỡ Anh nên giữ khoảng cách với tôi đi Tiến đến sofa Tú Diệp lấy ra đơn và thỏa thuận ly hôn đặt lên bàn Tôi đã ký xong rồi Đồng ý ly hôn Với điều kiện ngày ra tòa Hãy nói Nam Cường thật đến làm thủ tục Còn anh không có tư cách nói chuyện ấy với tôi người đối diện nhất thời choáng váng đôi mắt sáng lay động theo chiều hướng xấu khuôn mặt sưng sứt sẹo cau có tới mức vặn vẹo thấy anh không nói gì cũng không có ý giải thích tú diệp đứng dậy lấy điện thoại gọi cho chú hải vừa thấy chú nghe máy cô đã nói chú cho cháu gặp nam cường thật đi hả cô không nhớ nhầm thì người đó có gương mặt giống với bình an vậy nên càng thôi thúc cô muốn gặp đợi chú một chút nhé cô biết là chú sẽ lại gọi điện hỏi người kia nhưng cũng chẳng ép trong lúc chờ đợi cô gọi bác sĩ xin được ra viện đi thay quần áo ra tú diệp đưa thẻ nhờ y tá thanh toán viện phí viện phí đã được thanh toán phiền chị thanh toán hộ tôi ở đây còn tiền ai thanh toán trả cho người ấy hộ tôi nữ y tá bối rối nhưng cũng đi làm theo một lát thì mang tiền mặt quay lại đưa lại em có cần phải làm tới mức này không cuối cùng người kia cũng tức giận quát lên nếu là trước kia cô sẽ thu lông nhím mà sợ hãi chờ đợi sự trừng phạt nhưng hiện tại một chút cũng không sợ anh chồng tôi làm gì sai à em mỗi khi nghe cô gọi cái danh xưng anh chồng là mặt anh lại đen như chó mực răng lợi nghiến chặt tức đến lồng ngực thở hồng hộc tú diệp càng thấy anh giận tới tím mặt thì càng thấy hả hê đừng tưởng thích thì ép cưới còn không thích thì ly hôn hiện tại cô thực sự có thai anh càng không dám động chân động tay cô chán phải nói nhiều chuyển tầm mắt tới cái điện thoại đợi chú hải đưa người tới chẳng bao lâu người cần gặp đã đến anh ta vừa vào phòng đã xả tới chỗ tú diệp hỏi em đã khỏe chưa còn đau mệt ở đâu không tú diệp không rời mắt khỏi người vừa xuất hiện anh ta vô cùng giống với bình an giống đến mức không sai dù là ánh mắt không tôi khỏe rồi vậy sao lại ngất xỉu có phải là em tú diệp chưa kịp trả lời nam cường đã lên tiếng trước Sang đây, ký tên cho anh Em không ly hôn Nếu muốn ở lại thì ký Còn không thì đừng trách anh lại tống em đi chỗ khác Tú Diệp nhìn sự sợ hãi của người bên cạnh Liền chủ động nắm tay anh Tên của anh bây giờ là gì? Em phải gọi thế nào? Tú Diệp Nam Cường đứng bật dậy Trừng mắt quát lớn Khi thấy cô thân mật với em trai Tú Diệp nhích miệng cười Bảo sao phần chữ ký bên kia chưa có Có lẽ người em trai này không ký Nực cười thật đấy Tam quan của họ lệch lạc kéo cô vào theo Làm gì có ai trên giấy tờ kết hôn với em trai Mà ở với anh trai như vợ chồng giống như cô chứ Chuyện nực cười như vậy mà cũng xảy ra được sao Anh chồng Anh lại muốn ép vợ chồng em trai ly hôn Là có mục đích gì Đừng có dùng thái độ ấy nói chuyện với anh Anh gằn giọng lớn hơn Ném chiếc bút trên tay xuống đất Tức giận tới cực điểm Người muốn lấy cô ấy là em Không phải là anh khi anh muốn đưa em đi chữa bệnh, đã đồng ý giữ cô ấy cho em, đồng ý khiến cô ấy kết hôn với em. Tại sao bây giờ anh lại lật lọng? Tú Diệp muốn dối não, đầu óc quay cuồng đau nhức. Anh đi theo em, chúng ta sẽ bàn chuyện ly hôn. Anh ấy không có quyền quyết định. Chú Hải bất lực nhìn sự tức giận của Nam Cường khi Tú Diệp dắt tay người kia rời khỏi phòng bệnh. Bình An, em mà ra khỏi đây, đừng trách anh đánh em. Tú Diệp dừng bước chân ngước mặt hỏi. Tại sao anh lại có tên Bình An Về nhà Anh sẽ nói cho em mọi chuyện Đó là những gì cô muốn vào lúc này Mặc kệ Nam Cường Hai người vẫn cùng nhau rời đi Chú Hải giơ tay chặn lại Tú Diệp Đừng chọc tức chồng cháu Cô cười nhạt nói một cách rõ ràng Chú già tới mức khổ đồ rồi à Chồng cháu không phải là anh ta Hiện tại Cháu chính là vợ của Nam Cường Tú Diệp gào lên tức điên Anh ấy là Nam Minh không phải Nam Cường Đáp lại cô là giọng nói ấm ức của Nam Cường. "Nam Minh đã chết rồi. Vậy anh mau nói cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra ở đây. Cuối cùng thì hai anh em các người coi tôi là gì hả?" Sự im lặng của Nam Cường đẩy tức giận của cô tới đỉnh điểm, Tú Diệp quay lại bàn, giật lấy giấy tờ xé vụn. "Con tôi cần có bố, nên tôi sẽ không ly hôn nữa." Trước sự sững sờ của Nam Cường, cô nắm tay người kia rời đi, có vẻ em trai của anh rất sợ anh nên bàn tay không ngừng run rẩy, vậy sao đêm qua anh ấy lại dám đánh người? Ngồi trên xe, Tú Diệp không nhịn được mà hỏi, đêm qua anh còn đánh anh ấy cơ mà, sao bây giờ lại run như cầy sấy vậy? Tại vì anh ấy muốn cướp em của anh, là anh ấy bắt anh phải ly hôn. Người đàn ông này khá hiền khác hẳn anh trai, tính cách khác nhau như vậy, sao những người biết anh em họ lại không nhận ra? Tại sao anh ấy muốn kết hôn với em? Chúng ta không quen biết nhau cơ mà. Anh biết em Ngày anh học lớp 7 thì em học lớp 9, có lần anh bị bạn bè đánh hội đồng thì em đã cứu anh. Em không nhớ chuyện ấy. Từ lúc ấy anh đã thích em sao? Thế tại sao bây giờ anh lại có tên là Bình An? Khuôn mặt này có phải là của anh không? Không phải. Sau khi anh tỉnh dậy ở đám cháy lớn thì có tên này. Anh hôn mê gần 4 năm, khi tỉnh dậy vào 4 năm trước phải ngồi xe lăn, mặt do cháy mà biến dạng rất nhiều. Anh cũng không biết vì sao phải đổi tên nhưng anh trai nói sao thì nghe vậy bốn năm trước bình an tai nạn mất vậy là nam cường đã lấy tên đó cho em trai của mình sao vì sao anh không sống dưới tên của nam minh mà phải lấy tên của em trai năm ngoái ở bệnh viện điều trị chân anh đã nhìn thấy em sau nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn nhận ra em sao đúng vậy em có răng khảnh mà nốt ruồi dưới mi mắt này của em rất giống với anh nam minh nên rất dễ nhận dạng em không thay đổi mấy đâu vẫn rất xinh đẹp tú diệp ngớ người chạm tay lên mắt đúng rồi cô cũng có nốt ruồi dưới mí mắt nam minh trước kia cũng có chỉ là anh đã tẩy đi rồi vậy nên anh muốn lấy em sao bình an ngay lập tức gật đầu giải thích nam cường nghĩ anh muốn kết hôn nên đã mang về cho anh rất nhiều người nhưng anh không đồng ý anh chỉ muốn kết hôn với em sau đó anh đã không uống thuốc chữa bệnh để ép anh ấy nên cuối cùng anh ấy cũng đồng ý rồi sao nữa anh nghe nói anh đồng ý đi chữa bệnh thì sẽ cưới em cho anh. Tự dưng bình an im bặt, tú diệp không hài lòng hỏi: sao anh không nói tiếp? Anh sợ em giận. Không giận, mau nói hết cho em đi. Tại lúc ấy anh chưa thẩm mỹ, mặt còn rất xấu, nên anh đã nhờ anh trai đóng giả là anh để chăm sóc em. Còn nữa, ngập ngừng lén lút nhìn tú diệp một hồi, anh mới lại nói tiếp: anh không thể có con. Hơn nữa dù chữa trị, cơ thể của anh vẫn không lành lặn nên đã nhờ anh ấy anh không muốn em chịu thiệt khi em có con thì anh ấy sẽ trả lại tên và em cho anh tú diệp chết đứng khi nghe sự thật nhất thời cô chưa tiếp nhận được loại chuyện kinh khủng này mà tim đập phập phồng đến thở không nổi thấy cô im lặng về đến nhà bình an chứng minh bằng cách cởi áo cho cô nhìn người trên người anh lớp da nhăn nheo một cách gớm ghiếc lớp da chẳng chịt sẹo của những vết bỏng lớn nhìn rất sợ em đừng sợ anh đang điều trị chỉ là hơi lâu thôi người đăng ký kết hôn với em ở ủy ban có phải là anh không cô còn nhớ rất rõ mùi hương hắc nồng này rõ ràng bình an cao hơn nam cường tại sao cô lại không phát hiện ra hai người họ đã hoán đổi nhau đúng vậy hôm ấy anh đã rất vui vì cuối cùng cũng được kết hôn với em tú diệp mặt chẳng còn huyết sắc đứng dậy em muốn ở một mình đừng làm phiền em anh có thể ở đây không về nhà anh ấy sẽ bắt anh ly hôn với em và tống anh sang hàn quốc không cho về nữa anh có biết vì sao anh ấy lại làm như vậy không anh không biết anh biết nhưng không nói ra mà thôi khi nãy trên xe anh đã nói nam cường muốn cướp cô của anh chẳng lẽ anh cũng động lòng với em dâu rồi trở về phòng đóng cửa chặt cô như người mất hồn mà ngơ ngẩn lúc nào nam cường cũng thần thần bí bí trước kia giấu mặt có lẽ để sau này trả lại cô cho em trai dễ dàng hơn nhưng cuối cùng vì sao anh lại lộ mặt Chống lòng đập bất ổn Cả người hoang mang tột độ Bảo sao cô bắt giải thích Anh không nói được Làm sao có thể nói ra chuyện hoang đường như vậy Khi cô phát hiện ra sự thật Anh bắt cô ly hôn để xóa sạch mọi chuyện đã xảy ra Cảm giác bị lừa dối Bởi người mình yêu vô cùng khó chịu Khắp người cô nhộn nhạo như ốm nặng Bứt dứt không ngừng Ruột gan cồn cào Đầu óc lơ lửng không nghĩ thông được mọi việc Tú Diệp anh xin lỗi Bình An cào cào cửa lại nhài lời xin lỗi Làm sao cô có thể tha thứ cho hai anh em họ được Cô sẽ giải thoát mình khỏi mớ bòng bong này Mở cửa Tú Diệp rượu dạo Thiều thào nói như không còn hơi Bình An Xin lỗi anh Em không thể chấp nhận chuyện này được Chúng ta ly hôn được chứ Không Anh không đồng ý Tên của anh sẽ không cho anh ấy dùng nữa Anh sẽ bù đắp cho em em đã sống với anh trai anh như vợ chồng rồi sao có thể sống cùng anh nữa hai người có thể có suy nghĩ lệch lạc nhưng em thì không dù trên danh nghĩa em kết hôn với anh nhưng em lại coi anh ấy mới là chồng của em hai người hãy buông tha cho em đi được không anh xin lỗi chúng ta sẽ rời khỏi anh ấy ngay lập tức tú diệp ngắt lời em sẽ không đi đâu cả em không muốn có bất kỳ liên quan gì tới hai người hiện tại cô không suy nghĩ được gì hết khi lòng tự trọng bị trà đạp tình cảm bị đưa ra làm trò đùa đầu óc hoàn toàn trống rỗng nhưng đầy bất bình nội tâm rằng xé dữ dội chỉ biết bây giờ cô ghét họ ghét nhất là nam cường anh thông minh cao ngạo như vậy tại sao lại làm trò mèo mả gà đồng này rồi kéo cô vào làm nạn nhân hơn nữa với tính cách và sự tức giận mà cô đã thấy nam cường sẽ không đời nào để yên cho cô và bình an rời đi để tránh cho bản thân rơi vào trầm cảm mang thai khiến cơ thể nhạy cảm tú diệp nhanh chóng đi làm để ép bản thân quên đi chuyện xấu xa của nam cường bình an nhất định không về mà ở lì trong nhà đòi thuyết phục cô không ly hôn càng nhìn anh ta cô càng thấy hận nam cường vì đã lợi dụng cô vào mối quan hệ không giống ai ấy ngày nào đi làm cô cũng nhìn thấy nam cường lái xe đi sau cô anh rất ít lái xe nhưng bây giờ thường xuyên tự lái cô nhìn thấy nhưng lờ đi coi như người lạ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện mà anh đã làm có bầu, nên cô đàm phán bác giúp việc qua nhà ở hẳn giúp cô nấu nướng, ăn uống cho đủ chất. Dù sẽ ly hôn, dù không muốn con mình không có cha, nhưng cô vẫn giữ lại con và không bỏ qua cho Nam Cường. Nam Cường cho người đến áp tại Bình An về, nhưng anh ấy trốn lì ở trong phòng nhất định không ra. Họ cũng không thể cứ vậy mà xông vào nhà cô bắt người được. Chú Hải đến nhờ cô khuyên Bình An trở về Hàn Quốc tiếp tục điều trị, cấy ghép da trên cơ thể. Cô nhìn chú ấy lạnh nhạt từ chối cháu không có nghĩa vụ và trách nhiệm ấy đến giờ cháu ăn cơm rồi phiền chú về cho họ không dám mạnh tay hay lớn tiếng dù bản thân muốn tức giận trước sự ngang ngược của cô có lẽ đó là lệnh của nam cường hơn nữa cô còn đang mang thai từ sau hôm nam cường cho người đến bắt về bình an còn dính người hơn anh theo cô đi làm nhất định không ở nhà một mình có lẽ anh ấy hiểu tính của anh trai mình rất có thể không có mặt cô nam cường sẽ cưỡng chế bắt được anh ấy đi trong lúc cô làm việc bình an chơi điện tử anh ấy chơi rất giỏi và tham gia thi đấu giải lớn mà chính cô cũng không ngờ tới bình an nói thời gian ở bệnh viện rất chán ngoài điều trị ra anh ấy chẳng làm được gì nữa cũng chẳng thích đọc sách nên đã chọn tham gia chơi game anh có tiền nuôi em và bé con nên đừng có lo tú diệp mỉm cười chẳng biết nói gì tiếp tục trở về chỗ làm việc đầu giờ chiều có hẹn bác sĩ khám thai cô dặn bình an ở lại văn phòng đợi nhưng anh vẫn lon ton bám cho bằng được. Có lẽ luôn cho người theo sát hai người, nên khi Tú Diệp cùng với Bình An tới viện chờ tới lượt vào khám, cô đã thấy Nam Cường chạy đến. Chính thức thì ba tuần nay cô mới nhìn thấy anh, gương mặt của anh đã sớm lành lặn trở lại, chỉ còn vài vết hơi bầm nhẹ, Bình An cũng quá mạnh tay rồi. Em mệt hay sao mà khám vậy? Giọng anh khàn khàn, lúc này Tú Diệp mới để ý sắc mặt của anh phở phạc như người đang ốm, Bình An đứng chắn trước mặt anh. Anh đến đây làm gì Giờ em sẽ chăm sóc vợ em Tránh ra Anh về đi Tú Diệp mặc kệ hai anh em họ cãi cọ Còn mình đi vào phòng khám Nam Cường mà cô biết sẽ không để ai làm khó mình Nhưng anh lại để em trai đánh Và có phần nhún nhường Chứng tỏ vị trí của bình an trong lòng anh vô cùng lớn Có lẽ vì vậy Mà anh mới chiều theo mong muốn của em trai Biến thái Hành động và suy nghĩ của hai anh em họ Là không thể chấp nhận được Bé con đã được 8 tuần phát triển khỏe mạnh lời bác sĩ đều đều bên tai còn cho cô nghe nhịp tim của em bé được chính mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy sự sống của con trong bụng mình trong lòng cô thoáng chốc xúc động đến đỏ hoe cả hai mắt bé con chính là điều tuyệt diệu nhất tài sản lớn nhất mà cô lấy được từ chỗ của nam cường nếu như cô không sớm phát hiện ra vòng tránh thai thì chẳng có con được nghĩ đến lại điên hai người ngó nghiêng chờ đợi tú diệp mở cửa đã thấy họ dí sát mặt bên cửa Em khám xong rồi sao?" Cả hai đồng thanh hỏi, Tú Diệp nhìn họ ghét bỏ không nói mà đi qua. Vừa ra khỏi sảnh bệnh viện, Bình An đã gọi lớn, "Tú Diệp, cứu anh." Lúc này cô mới dừng bước chân, nhìn nam cường đang lôi cổ Bình An về xe, có sẵn vệ sĩ mở cửa. "Anh buông anh ấy ra." Nam cường lạnh mặt nhìn cô với thái độ có phần ấm ức, "Chuyện nhà anh không liên quan tới em." "Anh ấy là chồng em." Cô trực tiếp chọc tức điên người bên cạnh, anh nhếch miệng cười. Trên giấy tờ vẫn là tên tôi Em có muốn tôi cho em xem giấy tờ tùy thân không? Bình An cố thoát khỏi hai người đang giữ mình cáu lên Em mới là người ký giấy đăng ký kết hôn cơ mà Ai chứng minh cho em điều ấy? Tôi Tú Diệp khẳng định chắc nịch còn bồi thêm Tôi có thể giúp Bình An kiện anh Để đòi lại tên cho anh ấy Bốn mắt nhìn nhau Tú Diệp kiên định nhìn anh đầy thù hằn ghét bỏ Còn đối phương không phải là dọa nạt hung dữ Cô thoáng thấy đâu đó trong ánh mắt của anh có sự đau lòng lẫn thất vọng Rồi cuối cùng nghiến răng nghiến lợi ra hiệu thả người Được, em thắng Hai người thành công rời đi Bình An cảm ơn cô dối rít Ngồi trên xe, lấy siêu âm ra ngó nghiêng hỏi Em đã biết giới tính của em bé chưa? Tú Diệp nhẹ cười lắc đầu hỏi lại Anh thích con trai hay con gái? Con gái xinh như em Chứ đừng là con trai khó tính như... Bình An không nói tiếp mà truyền chủ đề ngay lập tức. Còn gì cũng được, miễn là em khỏe mạnh. Thực lòng hôm nay, cô giúp Bình An là muốn lợi dụng anh một chút để tìm hiểu nhiều chuyện xung quanh anh em họ. Hai tuần qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ chẳng chịt có một không hai này và cũng để tìm hiểu về Bình An. Trước khi muốn biết gì, cần phải hiểu rõ đối phương một chút. Bình An khá hiền lại rất khéo tay. Cô còn không biết vì sao anh ở bệnh viện suốt mà lại nấu ăn ngon sửa chữa điện đóng gì cũng biết. Về đến cổng nhà, Tú Diệp giật mình có chút hoảng khi thấy Tùng An. Cô giữ Bình An lại trên xe dặn anh chưa được xuống. Nếu nhìn thấy Bình An thì chắc chắn sẽ kích động anh ấy. Vậy nhưng Bình An đã thấy anh chàng đẹp trai kia mà nhíu mày tra khảo cô. Anh ta là ai? Có quan hệ gì với em? Tú Diệp than trời. Hình như cái gen di chuyển ghen tuông của nhà họ lục lên ai cũng đều nặng đô thì phải. Anh ấy là bạn thân của em làm gì có bạn thân khác giới chứ. Em xinh đẹp như này, ai mà kiềm chế được không yêu em. Cô đập đập lên chán tỏ rõ sự bất lực, ngoài ghen tuông thì còn đa nghi nữa. Cô xin rút lại suy nghĩ rằng hai anh em họ khác nhau một trời một vực. Cái gì khác, chứ ghen tuông và tính tào tháo thì không chạch đi đâu được. Có lẽ thấy lâu cô không xuống xe mà Tùng An đã tới gần, cô ấn đầu bình an cúi xuống, nhưng chẳng kịp với đôi mắt cú vọ của Tùng An. Anh ấy đã nhìn thấy người, nên chuyển hướng bước chân sang phía cửa chỗ bình an gõ đầy gấp gáp bình an mở cửa cho anh đứng trước sự bất ngờ của bình an cô đành nói nhanh cho anh lý do trước phản ứng của tùng an người mà anh đang mượn tên và khuôn mặt từng là người yêu của anh ấy vậy nên hãy lựa lời nói chuyện hộ em được không anh ta là gay sao tú diệp khẽ gật đầu xuống xe trước đi về phía tùng an kéo anh bình tĩnh anh vào nhà rồi chúng ta nói chuyện tại sao tùng an không nói nên lời còn bàn tay lạnh ngắt tú diệp kéo anh vào nhà mới ra hiệu cho bình an xuống đi vào chuyện này thật hoang đường nhưng biết sao bây giờ đảo lộn hết cả rồi tùng an ngồi ghế mà cứ nhìn bình an chằm chằm còn là ánh mắt ôn nhu thâm tình vành mắt hoe đỏ nếu không bị tú diệp giữ lại chắc chắn anh ấy khiến bình an sợ chết khiếp lấy nước từ bác giúp việc tú diệp khẽ giới thiệu đây là bình an em trai chồng à em trai của nam cường gì cơ Em đang đùa anh đấy à Anh ta có anh trai chứ làm gì có em trai Chắc là anh nhầm rồi Anh ấy có em trai Vậy tại sao cậu ta lại có tên Và mặt giống bình an như vậy Chỉ khác mỗi cái miệng Đáng lẽ phải giống Nam Cường chứ Hiện tại cô còn chưa biết vì sao Hai anh em họ lại phải đổi tên Nên có lẽ là bí mật Tú Diệp chỉ có thể nháy mắt sai hiệu với Bình An yên lặng Để bịa ra một câu chuyện Thật ra Bình An là em trai nuôi của Nam Cường anh ấy bị bỏng nặng do hỏa hoạn cháy hỏng mặt nên phải phẫu thuật chỉnh dung nhưng không ngờ lại giống bình an làm sao có sự trùng hợp như vậy được bình an nhận được tín hiệu của tú diệp liền nói thật ra tôi phẫu thuật giống cậu ấy là vì sau khi tỉnh dậy có gặp một cặp vợ chồng vừa mất con vì tai nạn trong bệnh viện thấy họ đau lòng quá nên đã xin phép được phẫu thuật giống con trai của họ rồi đổi tên luôn thấy tú diệp lắc đầu bình an cũng lắc đầu không Tôi không ngờ hai chúng tôi trùng tên nhau, có lẽ vì cùng tên họ nên ba mẹ cậu ấy đã đồng ý để cho tôi phẫu thuật giống cậu ấy. Hiện tại tôi còn liên lạc và coi hai người họ như ba mẹ nuôi của mình. Dù đã giải thích như vậy, Tùng An cũng đã hiểu, nhưng sự xúc động vẫn đong đầy trong đáy mắt. Dù đã giải thích như vậy, Tùng An cũng đã hiểu, nhưng sự xúc động vẫn đong đầy trong đáy mắt. Tú Diệp nén thở dài, khẽ nháy mắt với Bình An, anh ấy liền an ủi dù sao cậu ấy cũng mất 4 năm rồi Anh đừng nhớ người như vậy Sẽ khiến người đã khuất không siêu thoát được đâu Tôi từng đọc kinh Phật có nói như vậy Nếu như người sống cứ mãi đắm chìm vấn vương Thì người mất sẽ không siêu thoát mà đầu thai được Ngồi nghe mà Tú Diệp lén dơ ngón cái khích lệ khen ngợi bình an Cuối cùng thì cũng xoa dịu được sự đa nghi của Tùng An Anh ấy đã chịu bình tĩnh lại Nhưng ánh mắt không tự chủ vẫn nhìn bình an Hai người ngồi chơi đi, tôi lên phòng Bình An sợ bị nhìn trôi cả người nên vội thoái lui, Tú Diệp khua tay trước mắt của Tùng An gắt. Anh, đó không phải Bình An của anh đâu. Ừ, nhưng anh không ngờ được nhìn lại khuôn mặt ấy bằng xương bằng thịt như vậy. Giọng anh nghền nghẹn, Tú Diệp cũng thấu hiểu bởi 4 năm trước khi cô còn đang học ở Pháp đã phải về gấp khi biết tin. Tùng An đã có giai đoạn khủng hoảng một cách trầm trọng sau khi Bình An mất, âm dương cách biệt mà bây giờ nhìn thấy người không sốc mới lạ anh tất cả qua rồi bây giờ anh đã kết hôn tùng an lấy lại tinh thần quay về chủ đề chính khiến anh tới đây nghe hạ tình nói em muốn ly hôn lão quỷ kia có phải vì chuyện của anh không không ạ à, đúng như anh nói hôn nhân không tình yêu rất ngột ngạt em không khiến anh ấy yêu em được nên chia tay sớm một chút em đang giấu anh chuyện gì phải không mà sao em trai cậu ta lại đi cùng với em cậu ấy không muốn em bỏ nam cường nên đi theo thuyết phục tùng an bán tín bán nghi chẳng phải là em yêu hắn ta sao dù hắn ác nhưng đối với em không tệ nếu không có lý do gì quá đáng sao hắn lại để cho em yên hả ai bảo cô là bạn thân của anh làm gì anh thừa biết cô sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện lớn như vậy lần nào cô cũng khẳng định không muốn ly hôn nam cường nên đùng một cái xảy ra chia tay là có lý do không thể tháo gỡ anh ấy lừa em lừa chuyện gì Sao em không đánh chết cha hắn đi Tú Diệp vì cười đùa theo Ba anh ấy ghê gớm lắm Không đánh được Mau nói cho anh nghe Đừng có lảng tránh Nếu anh hứa quan tâm Hà Chi Và vun đắp với cô ấy thì em nói Tùng An lạnh mặt Đừng có ra điều kiện với anh Bây giờ chúng ta đều có gia đình rồi Nên phải có trách nhiệm với bạn đời của mình Em ly hôn là lý do bất khả kháng Nhưng chắc không ly hôn được đâu Nên anh đừng có lo lý do em không thể nói anh thông cảm đi anh là người hiểu chuyện không ép buộc cô và hạ tình bao giờ chuyện gì cũng quan tâm nhưng đối phương không nói sẽ không ép tôn trọng riêng tư của nhau nhất có thể còn lo lắng thì không tránh khỏi tùng an phụ nữ có thai rất nhạy cảm tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới thai nhi nên là anh hãy nghĩ từ đứa bé trong bụng của hà chi mà đối tốt với cô ấy thời gian này đi anh về đây giữ gìn sức khỏe nhé nếu cần gì hãy nói với anh sao anh cũng cố chấp như vậy hả chẳng thèm nghe cô cảm đảm thêm tùng an cứ vậy rời khỏi nhà tú diệp nhìn theo chỉ biết thở dài cô đã từng đọc ở đâu đó nói rằng rất khó lung lay tình yêu của một người đàn ông họ có thể ở bên cạnh người phụ nữ vì trách nhiệm vì sự an toàn và vì một mái ấm chứ không đổi người trong trái tim của họ nhất là người không bao giờ có được đã vậy tùng an còn không thích phụ nữ ngẫm ra thì cũng khó cho anh lỗi tất cả đều do Nam Cường và Lý Trần Phong. Sau bữa tối, Tú Diệp chủ động pha trà cùng với Bình An ngồi sân hóng gió mát ngắm trăng. Thật lâu cô mới thủ thỉ hỏi, vì sao anh và Nam Cường phải đổi tên vậy? Có phải vì phát hiện ra anh ấy không phải người em kết hôn, nên em đề nghị ly hôn không? Bình An quay hẳn sang cô nhìn đầy dịu dàng, lông tay cô dựng hết lên, dù phẫu thuật mặt khác, nhưng đôi mắt và ánh nhìn của hai anh em họ thật giống nhau tự dưng trước mắt cô lại hiện ra khuôn mặt của nam cường thật là khốn kiếp sao ở cạnh chồng cô lại nghĩ đến anh chồng làm gì cái này gọi là ngoại tình tư tưởng rồi tú diệp vỗ vài cái vào mặt gật đầu bừa cô không muốn hai anh em họ tiếp tục vì cô mà đánh cãi nhau nữa em không chấp nhận được chuyện anh ấy lừa em rất khó có thể tha thứ cô thở dài liếc mắt nhìn bình an ghét bỏ ghét cả anh nữa vậy nên nếu muốn em tha thứ cho anh thì phải nói thật chuyện em muốn biết mặt bình an từ sợ lo lắng đến giãn dần ra khi nghe những lời cuối cùng anh nghiêm túc thành thật biết gì anh sẽ nói chỉ cần em không bỏ anh là được tú diệp thở dài thật mạnh làm sao mà không bỏ được cơ chứ cô có phải là con ngốc đâu mà bước vào một mối quan hệ có một không hai này vậy nhưng phải đi từng bước không được vội vàng mối quan hệ giữa ba người hiện tại đang bị buộc rất chặt cô muốn thoát khỏi hai anh em họ không phải dễ dàng em có yêu anh trai anh không hả mải phân tâm suy nghĩ cách nói chuyện trước câu hỏi bất ngờ ấy tú diệp lộ rõ sự hoảng hốt à làm gì có chuyện em yêu anh ấy em kết hôn vì anh ấy cho em rất nhiều tiền lại còn giúp em trả thù nữa anh biết là anh trai mình rất hung dữ mà sao có thể yêu được chứ cô thấy bình an thở phào nhẹ nhõm có lẽ anh ấy sợ cô yêu nam cường là thật bây giờ thì cô đã hiểu vì sao nam cường từ đầu đã dặn cô đừng yêu đương làm gì và cũng dần hiểu lý do anh đặt vòng cho cô mà không nói anh dùng tiền dùng lý do cần người sinh con để cưới cô cho em trai nhưng rồi vì lý do nào đó không muốn thực hiện yêu cầu và khiến cô sinh con vì yêu ư anh ấy mà biết yêu sao cô gạt ngay suy nghĩ ấy trong đầu đi ai có thể biết yêu chứ nam cường thì không bao giờ anh yêu em sao cô lấy can đảm hỏi ngược lại bình an vậy mà không ngần ngại gật đầu từ rất rất lâu rồi không phải anh không yêu em chỉ quý và thích em thôi không phải vì yêu em nên anh mới nhất định đòi anh trai tìm cách lấy em cho anh tú diệp nhẹ cầm tay anh xoa xoa yêu khác với thích yêu là sự chiếm hữu nhưng anh thì lại chỉ lo lắng sợ em thua thiệt anh sẵn sàng để em cho anh trai không một chút suy nghĩ đó là vì anh quý em và anh ấy như nhau anh trả ơn em đã cứu anh nên thấy em gặp nạn muốn giúp đỡ mà anh trai anh không tự dưng giúp người khác nên anh đòi kết hôn với em bình an lặng người ngẩn ngơ tú diệp lại giải thích nếu ngay từ đầu anh yêu em sẽ không chọn cách lừa em khiến cho em bị tổn thương anh mà nói thật đối diện bàn bạc với em chọn hướng đi thì mới là yêu em còn hiện thực anh lại chọn theo cách chủ quan theo ý muốn của anh mà không để ý tới cảm xúc của em đó không còn là yêu đâu nhấp một ngụm trà cô lại tiếp tục nói em kết hôn với anh nhưng lại sống như vợ chồng với anh trai của anh nên trong đầu lẫn thân thể em đều nghĩ tới nam cường mới là chồng em bây giờ em không tha thứ không chấp nhận anh ấy nhưng cũng không thể coi anh là chồng của em được xin lỗi anh em không làm được chuyện ấy anh đừng bắt em sống như vậy trái đạo lý lắm đừng khóc là lỗi của anh bình an nhẹ lau nước mắt trên má của tú diệp anh sợ khi thấy anh em sẽ chán ghét anh mà không đồng ý kết hôn em không biết mặt người em kết hôn em kết hôn vì tiền vì lợi ích của bản thân vậy thì anh sẽ cho em tiền đợi chữa bệnh xong anh sẽ mở một công ty chuyên về game anh trai anh đã hứa sẽ tú diệp vội cắt lời bây giờ thứ em muốn không phải là tiền nữa mà là tự do em muốn rời khỏi mối quan hệ phức tạp này em sẽ tha thứ cho anh nhưng chỉ có thể coi anh là bạn thôi anh sẽ trở về với tên cái tên không quan trọng đâu em thấy anh thực sự hợp với tên hiện tại hai anh em đừng vì em mà phải thay đổi em mới gặp anh nhưng có thể cảm nhận được anh ấy rất thương anh nên đừng vì em mà quan hệ của hai người lung lay nếu anh thương em thì đừng ép em chấp nhận chuyện trái luân thường đạo lý này được không em không thể quên đi mọi chuyện đã xảy ra được những ngày sống với nam cường thực sự rất tốt ngoài việc anh chuyên quyền độc đoán ra thì mọi thứ đều tốt quan trọng hơn là bây giờ trong lòng trong tim cô chỉ có nam cường con cô cũng là con của anh thì sao có thể sống cùng nhau dưới mái nhà với chức anh chồng em dâu được chứ cô cũng không hiểu anh vì sao lại chấp nhận một yêu cầu vô lý như vậy của em trai chiều em một cách quá đáng đừng khóc nữa anh biết mình sai rồi anh đã thích em sai cách tú diệp không biết tại sao mình lại rơi nhiều nước mắt như vậy yêu càng nhiều ghét bỏ càng lớn sao nam cường có thể nghiễm nhiên sống như vợ chồng với cô mà quên mất thân phận thực sự của mình chứ chẳng có ai lại chiếm hữu em dâu như vợ của mình cả đáng ghét nếu anh không ân cần yêu chiều cô đã chẳng yêu rồi không yêu thì bây giờ sẽ chẳng muộn phiền anh có thể nhận bảo bối của em là con nuôi không tú diệp tròn mắt nhìn bình an cười trừ nếu em không thích thì thôi vậy anh sẽ không ép em được chứ có gì mà không thích nhưng mà anh phải hứa sẽ san sẻ với em chút gánh nặng nuôi con đấy Nghe nói là mẹ đơn thân không dễ dàng, Bình An híp mắt cười thành tiếng, đồng ý nhanh như chớp. Chưa gì anh đã nói sẽ góp tiền cho cô nuôi bảo bối rồi, sẽ chăm sóc nó cho cô có thời gian nghỉ ngơi làm đẹp. Không đến mức như vậy chứ, là anh tự nguyện. Vậy thì anh nhanh về Hàn Quốc, tiếp tục điều trị đi, không bảy tháng nữa con của em ra đời rồi đấy, trẻ nhỏ mà không được tiếp xúc, nó sẽ không quý anh đâu. Được, anh nghe lời em, đợi xong thủ tục ly hôn anh sẽ đi tú diệt thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng chịu hiểu sợ rằng anh sẽ cố chấp cho bằng được nhưng không ngờ anh đã đồng ý vậy mà cô còn chưa kịp mừng thầm anh đã lại đế thêm anh sẽ không bỏ cuộc đâu sẽ theo đuổi em lại từ đầu dạ đúng là lì lợm ngang ngược cái này chắc theo gen của họ lục rồi cô sẽ không mắc vào nữa đâu giờ cô không muốn dính tới mấy người nhà họ lục thêm một chút nào nữa chỉ cần em không thích anh trai của anh thì anh không sợ khó nếu em thích thì sao? Khi nãy em nói không yêu mà. Thì đúng là không yêu, nhưng cũng không muốn làm em dâu của anh ấy. Giờ chỉ nhìn thấy anh ấy là em buồn nôn rồi. Vậy thì anh sẽ cắt đứt quan hệ với anh ấy. Hả? Tú Diệp đập tay lên chán bất lực chính thức chào thua. Tốt hơn là nên ly hôn nhanh chóng càng sớm càng tốt, rồi kiếm một gã đàn ông khác đóng giả yêu đương, cắt đứt dây dưa với nhà họ. Hoàng Phú cũng không tệ, mà dạo này cậu ta đi đâu rồi, không thấy mẹ nheo ý ới hay là có phú bà khác bao nuôi rồi thôi vậy cũng tốt cậu ta phải kiếm sống chứ thôi em về phòng đây anh ngủ sớm đi mai chúng ta cùng ký thỏa thuận ly hôn rồi nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho anh đi chữa bệnh nha em vội vàng muốn ly hôn anh như vậy sao cô cười mà như mếu nhưng vẫn gật đầu nhắc lại anh nói sẽ không ép em mà được rồi nhưng mà anh sẽ ở đây với em cho đến khi đi hàn quốc cũng được Tú Diệp ba chân bốn cẳng bước nhanh về phòng. Sao lão Lục có ba người con trai đều thích cô hết vậy? Có phải là kiếp trước cô đều nợ tình duyên của họ không? Hay cô là mẹ của họ nên giờ mới ra nông nỗi này? Không thể, lão Lục nhìn hắc ám như vậy, không phải mẫu người mà cô thích. Vậy sao cô lại yêu được Nam Cường? Anh cũng có khác ba của mình đâu nhỉ? Thả mình xuống giường, Tú Diệp vò đầu bứt tai thảm thiết. Điên mất thôi. Bình An làm gì em sao? tú diệp giật thót mình ngồi dậy khi nghe thấy tiếng của nam cường trong phòng ngỡ rằng mình hoang tưởng nhưng không một con quạ đen thùi lùi đang ngồi vắt chân trên ghế của bàn trang điểm tay còn cầm phiếu siêu âm hôm nay vừa khám ai cho anh vào đây anh đã vào đây bằng cách nào có phải lần đầu tôi vào đây không bằng cửa chính đâu sao em lại hoang mang thế nhìn cửa sổ mở phấp phới tú diệp lắp bắp anh trèo tường sao nam cường nhấc mông đứng dậy chẳng thành trả lời câu hỏi có sẵn đáp án ấy Hướng anh đi là tới chỗ cô Anh đừng có lại gần tôi Mau cút khỏi nhà tôi đi Thời gian qua cô làm mặt lạnh không sợ anh Nhưng trong một không gian hẹp Cô lại sợ anh như trước Tôi hét lên bây giờ đừng có lại gần Anh vở điếc không nghe thấy Tú Diệp xoay người muốn rời khỏi phòng Nhưng trong tích tắc Nam Cường đã dựa lưng ở cánh cửa Tay còn tiện xoay chốt khóa lại Anh định làm gì Sao thấy chồng lại như thấy ma thế Anh vẫn đang mơ đấy à đừng có nhận em dâu của mình là vợ như thế đầu óc anh có thể chứa chấp loại chuyện này nhưng tôi thì không rõ ràng anh làm sai nhưng lại nổi giận trong chốc lát khuôn mặt kia tối sầm lại anh bất chấp áp sát đến kéo cô vào lòng rít lên tên tôi vẫn đang trên giấy kết hôn em còn nhắc tới hai từ em dâu đừng trách tôi không thương em không thì anh sẽ làm gì tôi người muốn kết hôn với tôi là em trai của anh không phải anh cô khiến người kia nhất thời cứng họng anh tháo kính cục đầu trên hõm vai của cô cùng với nhịp thở nặng, tim đập phập phồng như bị đè nặng không thể thở bình thường được. Ngày mai, tôi và Bình An sẽ cùng nhau làm thỏa thuận ly hôn. Chúng ta tốt hơn hết là nên chấm dứt trò hề này được rồi. Nếu anh muốn, tôi sẽ trả lại cho anh toàn bộ tiền đã nhận. Tôi chỉ lấy người không lấy tiền. Còn con chúng ta thì sao? Tú Diệp muốn đẩy người này ra mà không đẩy nổi. Tại sao lại tự nhiên, vô liêm sỉ tới mức muốn ôm ấp vợ người khác như này chứ? Con, anh không có tư cách nhắc đến con tôi Anh đâu muốn có con với tôi Nên lén lút cho bác sĩ cấy vòng tránh thai cho tôi còn gì Sao? Giờ mặt dày muốn nhận con mình à? Chắc gì đã là con của anh chứ Anh cuối cùng cũng chịu nhắc cái đầu nặng chịu ra khỏi người cô Tay lại thói quen cũ vuốt ve mặt cô khi không nhìn thấy Tú Diệp luôn bị hành động này lấn át lý trí Con tim thì cứ vậy lay động không ngừng Chuyện tôi gây ra Nhất định sẽ giải quyết Đúng vậy, anh nên dọn cho sạch sẽ và cút luôn khỏi cuộc sống của tôi càng nhanh càng tốt cho anh chuộc lỗi dứt lời anh kéo gáy cô lại áp môi xuống nhưng tú diệp đã nghiêng mặt tránh đi khiến ai kia hững nhịp diệp tôi không cho anh chuộc lỗi phiền anh ra khỏi phòng tôi nếu dối trá hết lần này tới lần khác chỉ được tha thứ bằng một lời xin lỗi thì cả đời anh sẽ lại giấu giếm tôi tiếp mà thôi giá như những lần tôi hỏi về anh anh thành thật nói tôi sẽ cùng anh giải quyết chứ không phải đến tận khi tôi phát hiện bây giờ anh lại có ý gì đây không muốn trả lại vợ cho em mình cô ngỡ anh sẽ nói dài lắm để biện minh ai ngờ người ta chỉ thả lời vô cùng kiệm đúng vậy chờ chẽn thế là cùng ăn cướp một cách trắng trợn ly hôn rồi kết hôn lại với anh càng lúc càng điên tú diệp tức đến khó thở mà dùng hết sức đẩy mạnh nam cường ra anh cũng chẳng đề phòng ngã xuống giường lười biếng nằm im Chiếc kính trên tay bị ném ra góc giường, cứ vậy nằm yên nhắm mắt ăn vạ. Tú Diệp, ngủ chưa? Anh pha sữa cho em này. Cô còn chưa đuổi được người, thì Bình An đã lại xuất hiện gõ cửa ầm ầm. Giờ mở ra là thấy người nằm trình ảnh kia ngay được. Em ngủ rồi. Trong thoáng qua, cô thấy khóe môi người trên giường hơi cong lên tự mãn. Anh pha rồi, mau dậy uống đi mới tốt cho con của anh chứ. Người kia ngồi bật dậy, mặt mũi xa sầm khó coi khi nghe thấy Bình An nói. Tú Diệp hà hê kinh khủng, nhèn miệng cười thách thức. Chỉ vì không muốn làm Bình An tổn thương, nên cô mới giấu chuyện anh ở đây, không thì đã mở cửa ngay rồi. Cô toàn hé cửa lấy sữa, cả người liền bị ôm chặt, xoay một vòng ngã nằm trên người của Nam Cường, anh gằn giọng: Không được mở cửa và mau giải thích cho tôi, vì sao Bình An lại gọi con tôi là con, hả? Tôi là vợ của anh ấy, thì con tôi phải là con của anh ấy rồi. Em áp bức anh đến mức không nói được khiến cô rất vui, còn hả hê không ít. Buông ra, tôi muốn uống sữa. Mai tôi pha cho em uống, bây giờ đi ngủ. Ai cần anh pha, buông ra, tôi đang mang thai đấy. Vòng tay của anh tháo lỏng, Tú Diệp lóp ngóp bỏ dậy, nhưng chân lỡ đá vào giữa hai chân của anh. Người nào đó nhăn nhó, co người như con tôm trên giường. Cô ung dung hé cửa, thò đầu lấy sữa, tê tết cười. Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon. Em ngủ sớm vậy sao? Anh phát hiện đang có phim rất hay, có muốn xem không? Dạ có Thế là cô theo Bình An đi xuống xem phim Bỏ ai kia tức tối ở trong phòng Đừng có tưởng thích gì cô cũng phải chiều Mau biết điều mà rời khỏi phòng của cô đi Bình An mở phim Còn chuẩn bị đồ ăn vặt Không ngừng bóc hạt óc chó Hạt mắc ca cho cô ăn Tú Diệp liếc mắt thấy Nam Cường đứng nơi cầu thang Thì nhiệt tình ăn không khách sáo Cho anh tức chết thì thôi Bà bầu ăn các loại hạt rất tốt Em cũng nên xem phim hài Để tâm trạng vui vẻ Sinh con mới đỡ câu có khó tính Vâng ạ. Dù là phim hài, nhưng cô cũng chỉ xem được quá nửa là buồn ngủ, rồi lăn ra ngủ quên mất. Tú Diệp, anh bé em về phòng ngủ nhé. Bên tai cô lời của Bình An nhẹ nhẹ, cô hé mắt từ chối. Không cần đâu, hết phim cho anh. Hết rồi, để hôm khác anh mở cho em xem lại. Nào, anh đưa em lên phòng. Bình An đỡ cô đứng dậy, còn cẩn trọng đi theo từng bậc thang dặn dò như ông cụ. Em có bầu, đi lại bậc thang cẩn thận vào, Cần gì gọi bác giúp việc làm cho Mà cũng làm việc ít lại Dành thời gian còn nghỉ ngơi Em biết rồi nhưng em khỏe mà Có làm sao đâu mà anh cứ làm như em là thủy tinh dễ vỡ ấy Đến trước cửa phòng Cô mỉm cười tạm biệt anh Ngỡ là người đàn ông kia đã sớm đi Nhưng anh đang nằm ngủ trên giường Tú Diệp vội đóng cửa lại trước khi Bình An kịp nhìn thấy Chẳng dám nói to Sợ người bên ngoài chưa đi Tú Diệp đến giường lôi kéo tay của kẻ vô duyên kia Nam Cường Mau dậy đi về đi anh gỡ tay cô tiếp tục ngủ kiểm tra lại thì thấy anh thực sự đã ngủ chứ không phải giả vờ tú diệp đành phải để nguyên cho anh chiếm giường của mình đi lấy chăn khác ra papa san nằm biết sự thật cô chẳng muốn ở cạnh anh thêm một giây một phút nào nữa biết sai rồi không thể để sai mãi ngủ trên ghế nhưng sáng ra thì cô đã nằm ở trên giường còn ngoan ngoãn an yên trong lòng của nam cường anh vẫn theo thói quen ngủ ôm cô gối trên tay cả đêm nằm sát như này cô mới kịp nhìn ra sự bơ phờ mệt mỏi của anh xương hàm và xương quai xanh đều lộ ra không ít có vẻ đã giảm cân bớt đi rồi anh giảm hay không liên quan gì tới cô đâu chứ trên đầu cô là âm thanh trầm ấm vô cùng dễ lọt tai dậy sớm vậy trái với anh cô lẽ gắt gỏng ai cho anh bế tôi lên giường cần em cho phép nữa sao tú diệp chẳng thèm đôi co với anh nữa mà lục đục ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân bây giờ cô chán phải ở một chỗ với anh cãi cọ khiến tinh thần mệt mỏi cơ thể của cô bây giờ không chỉ một mình mà còn có bé con nữa nhất định không thể để con trẻ vô tội bị vạ lây anh đợi cô ngay trước cửa nhàn nhạt nói thật ra em không cần phải ly hôn nữa cho đỡ mất công bình an sẽ không đổi về tên cũ nên chúng ta vẫn là vợ chồng chữ ký của nó tôi giải quyết được anh nhận vơ không biết ngượng miệng à chỉ cần em chọn tôi còn mọi chuyện Tú Diệp ngắt luôn lời anh đang nói, "Dù có chọn, tôi cũng không chọn anh. Chẳng phải là em muốn con mình có ba sao? Người tôi muốn không phải là anh." Lấy quần áo đi thay, Tú Diệp chấm dứt tranh cãi, anh đã bao giờ hỏi cô xem muốn làm gì hay là suốt ngày tự tung tự tác theo ý muốn của mình. "Cô làm như là cô thèm anh lắm vậy. Trước kia thì cần, bây giờ thì không thèm nữa." Trên xe đi làm, Tú Diệp cùng Bình An thảo luận việc ly hôn, trong đơn chỉ đề cập hai người không hợp nhau không có tranh chấp không phân chia tài sản đơn được soạn xong tú diệp ký trước còn bình an lệ lưỡng lự tú diệp không ly hôn không được sao chúng ta chỉ có thể là bạn thôi nếu ngay từ đầu anh thành thật với em có lẽ sẽ khác phải không nếu như vậy cô sẽ không yêu nam cường và cũng sẽ chẳng làm gì sai trái hết dối trá phải trả giá là điều đương nhiên số phận người khác mà cứ tự ý định đoạt chẳng thèm hỏi ý kiến của người ta thời gian không thể quay lại và trong từ điển của em không có nếu hiện tại em rất áp lực với chuyện này nên chỉ mong nhanh chóng được giải quyết ly hôn thôi được không ép em nữa bình an cuối cùng cũng ký tên xuống thỏa thuận ly hôn tú diệp đưa cho thư ký mang đi nộp cho tòa án dù đơn giản như vậy nhưng vấn đề là giấy tờ hiện tại với tên nam cường không có trong tay bình an thư ký hoài trở về thông báo với họ cần phải nộp giấy tờ tùy thân em làm đi anh đi gặp nam cường lấy giấy tờ nhớ đến lúc sáng nam cường nói tú diệp thở dài chán nản nếu như anh đã nói như vậy chắc chắn sẽ không cho ly hôn nữa vì biết chắc ly hôn rồi anh sẽ không còn gì ràng buộc cô nếu như cô nói lựa chọn anh thì chuyện sẽ giải quyết đơn giản hơn cuối cùng anh vì cái gì mà nhất định phải khóa cô ở bên anh như vậy đúng như cô dự đoán bình an không lấy được giấy tờ thậm chí còn bị nam cường đập vào mặt đăng ký kết hôn mới làm lại đã được đổi chữ ký cô và bình an không thể đấu lại sức mạnh của nam cường chỉ trong buổi sáng anh đã danh chính ngôn thuận biến anh và cô thành vợ chồng bình an càng không thể đòi lại tên khi anh đã vì cô mà chống đối lại anh trai của mình do bị bỏng hủy hoại toàn bộ cơ thể nên xác minh lại danh tính thật khó hơn nữa họ không muốn người ngoài biết chuyện tráo đổi thân phận này anh không biết lý do vì sao tên lại phải đổi loạn như này sao tú diệp vẫn mãi thắc mắc về việc đổi tên khiến mọi thứ trở nên phức tạp anh ấy nói để đảm bảo an toàn cho bọn anh nên mới phải đổi tên hơn nữa còn bắt anh phải ghi nhớ rằng nam minh đã chết anh ấy còn làm mộ phần cho mình ở nhà họ lục luôn rồi nên nếu bây giờ trả tên cho anh thì anh ấy sẽ phải tìm một cái tên mới chứ không thể quay về là nam minh được nữa vậy sao hồi kết hôn với em lại không lấy tên nguyễn bình an của anh mà lại lấy tên là nam cường là ý của anh ấy hơn nữa anh không ở đây người ở cùng em là anh ấy nên lấy tên bình an sẽ không giấu em được Tú Diệp gật gù đã hiểu, đúng là một kế hoạch hoàn hảo để lừa bịp người khác, người tự nhận thông minh như cô còn không thể đoán ra được cơ sự nhà họ. Bây giờ thì cô thấy ra vấn đề rồi, người ta đã biến cô thành vợ chính thức từ lúc ấy, chứ không phải là từ bây giờ. Đáng lẽ khi Nam Cường cho cô cơ hội ly hôn, hai người phải tận dụng, nhưng lại đi đối đầu với anh, bây giờ thì hay rồi. Chúng ta thua anh ấy rồi. Anh sẽ nói chuyện với Nam Cường để trả tự do cho em. Không cần đâu chuyện này để em tự giải quyết đi anh mau sắp xếp đi chữa bệnh không lại chậm một liệu trình không sao nghe lời em chúng ta chỉ có duyên làm bạn thôi không có duyên làm vợ chồng nhưng mà em cảm ơn anh đã hiểu cho em tú diệp nắm tay bình an thổ lộ em không muốn nói dối anh thật lòng là em khi cô còn đang ngập ngừng bình an đã nói yêu anh trai của anh vâng em yêu anh ấy lâu rồi nhưng anh yên tâm đi em sẽ không sống cùng với anh ấy bọn em sẽ ly hôn thôi vì anh ấy không yêu em bây giờ em chỉ cần bé con trong bụng anh còn nhận làm ba đỡ đầu cho con em rồi nên em không còn gì lo lắng nữa cả khi biết giới tính của con em sẽ báo để anh đặt tên được không em sẽ không vì anh ấy mà đau lòng phải không sẽ sống tốt chứ nhất định là như vậy rồi nếu anh ấy gây khó dễ gì cho em nhớ bảo anh vâng anh ôm em một cái được không tú diệp cứ vậy xà vào lòng bình an cô chỉ mong anh sớm quên đi mọi chuyện và tập trung điều trị để phát triển sở trường của bản thân. Tú Diệp, anh thực sự rất thích em. Em quý anh. Cô coi Bình An giống như Tùng An, sự nhiệt tình biết điều của hai người họ khiến cho cô cảm mến và dốc lòng muốn quan tâm chia sẻ, hơn hết luôn muốn họ được bình an, được làm điều mà bản thân muốn. Bình An, xin lỗi anh, đừng cố gắng thích em nữa được không? Ừ, anh sẽ cố gắng. Anh yên tâm đi, em sẽ ly hôn. Anh chỉ gượng cười đứng lên chào cô để về chuẩn bị rời đi tú diệp dẹp lại công việc cũng đứng dậy để em đưa anh về không cần đâu anh chưa về có một số việc cần phải làm đã anh muốn mua đồ cho bé con khi nào có vé đi rồi mới rời em được trước mong muốn ấy của bình an hai người cùng đi trung tâm mua sắm không biết giới tính nên chọn đồ gì họ cũng chọn một cặp cả buổi lang thang căn phòng chống nhà cô đã chật kín đồ dùng cho bé con anh không cho cô động tay, một mình sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp. Nếu như anh thẳng thắn đối diện với thực tế, biết đâu tình cảm của hai người đã khác rồi. Vậy mới nói đó là duyên phận, nếu đã vô duyên thì giống như hai cục nam châm cùng giấu, có cố đẩy lại vẫn không thể dính được vào nhau. Bình An vừa quyết định đi, Nam Cường đã mua vé cho anh trở về Hàn Quốc ngay sáng hôm sau. Chú Hải đến nhà đón người, nhanh quá làm cho Tú Diệp choáng váng. Anh có cần đuổi em trai của mình đi nhanh như vậy không? Chú, ít ra phải để bình an chuẩn bị chứ. Có gì chuẩn bị đâu, vài thứ đồ cá nhân không cần mang, bên ấy Nam Cường đã chuẩn bị đủ rồi. Sao chú cũng vội vàng đuôi anh ấy đi như vậy? Chú Hải kéo tú diệp ra xa một chút thì thầm. Nó còn ở đây ngày nào, thì ngày ấy chú còn khổ, nên mau thương thân già của chú, để em chồng của cháu đi đi. Em chồng, chú già chú có mất chi nhớ đâu mà quên. Không quên, thôi đừng nhắc mấy cái danh xưng anh chồng trước mặt Nam Cường nữa xin cháu cũng đừng nhắc tới hai từ ly hôn không liên quan đến cháu tú diệp đi theo xe ra tận sân bay tiễn bình an điều cô không ngờ là gặp tùng an ở đó anh đưa hà chi ra sân bay đi lưu diễn thấy cô anh đi theo hỏi cậu ta đi đâu vậy anh ấy đi chị bỏng trên người hình như là cấy da gì đó bị nặng như vậy sao vâng rất nặng cô cũng gặp được cả ba mẹ nuôi của bình an hai người họ ôm anh khóc không ngừng nam cường vẫn một thân màu đen biểu cảm lạnh lùng nói chuyện. Cô chú có thời gian muốn sang thăm nó thì chỉ cần báo cháu một tiếng, cháu sẽ cho người lo liệu, chi phí hai người đừng lo. Chúng tôi đã có cuộc sống rất tốt nhờ cậu rồi nên... Bình An ngắt lời. Ba mẹ đừng suy nghĩ nhiều, nếu nhớ con, cứ nói anh trai con lo liệu, con cũng kiếm được tiền rồi nên sẽ gửi về cho ba mẹ, con sẽ thay cậu ấy chăm lo hai người. Trước kia, khi Bình An còn yêu Tùng An, cô biết gia đình họ cũng chỉ ở mức trung bình khi ba mẹ đều là công chức nhà nước rồi cũng chỉ sinh có một mình anh ấy. Con mất gần như mất đi toàn bộ hy vọng của họ. Thế thân mới của Bình An tính ra cũng là một sự an ủi đối với hai người họ. Tú Diệp, ôm tạm biệt đi chứ. Cô giật mình khi bị Bình An gọi. Khi thấy sự khó chịu ghen tuông nhưng đầy bất lực của Nam Cường, Tùng An đứng bên cạnh nhếch miệng ý cười mỉa mai. Sao không ghen với em trai đi? Tú Diệp sang tay ôm tạm biệt chưa được vài giây đã bị kéo ra còn không mau vào làm thủ tục đi ôm ấp mãi muộn bây giờ chú hải đứng cạnh không nhịn được cười thành tiếng tùng an hừ một tiếng rõ to làm nhảm đồ nhỏ mọn ngay lập tức cô thấy mặt của nam cường sầm xuống nhìn tùng an như muốn dạy dỗ đến nơi vậy tùng an thì chẳng sợ còn đến gần bình an chào hỏi chúc tụng anh ôm cậu một cái được không tú diệp nhìn bình an nhưng ngầm xin anh đồng ý yêu cầu ấy anh sớm hiểu ý mà chủ động ôm tùng an chúc anh sớm hạnh phúc bên vợ các cô gái đều xứng đáng được anh nâng niu, chứ không phải để trà đạp đâu." Bị Tùng An nhìn, Tú Diệp lẳng tránh vừa như vô tội, vì Bình An tò mò về quan hệ của người kia với Tùng An nên cô đã kể hết những gì mình biết và kể cả việc anh ấy bị nam cường tính kế ra sao. Có lẽ chỉ có lời của Bình An thế thân mới thực sự có hiệu quả với anh ấy, chứ cô và Hạ Tình đã sớm đầu hàng rồi. Lên đường Bình An, cảm ơn anh, lần sau về nước sẽ qua nhà chơi và tặng quà cho con của anh." em muốn nhận hết con của các vị làm con nuôi đấy hẹn gặp lại tú diệp chớp mắt nhìn tùng an đỏ mắt cô biết trong lòng của anh nhất định còn sâu nặng với người đã khuất nhưng phải sống cho hiện tại đi thôi thời gian sẽ chữa lành những vết thương chẳng có vết sẹo nào không lành cả bình an đi rồi tú diệp không theo nam cường lên xe mà cùng với tùng an đưa ba mẹ nuôi của bình an về trước mặt người lớn nam cường cũng không bá đạo ép buộc người khác để lộ việc gia đình mình nhưng ánh mắt thì ngược lại. Bất giác Tú Diệp dùng mình, cô không phải con rùa rụt cổ, mà sao cứ bị anh lửa mắt lại thấy lạnh gáy. Ở trên xe nói chuyện với ba mẹ của Bình An, Tú Diệp được họ cho biết đã chuyển nơi ở mới sau khi phải trả nhà tập thể, mà nhà mới là do Nam Cường mua. Hàng tháng anh đều gửi tiền phụ cấp, từ lúc em trai lấy danh tính của con trai họ. Chúng ta không lấy, nhưng tháng nào cậu ấy cũng gửi, nên cuộc sống khá thoải mái. Cô chú có biết tên của bình an trước khi đổi không ạ tú diệp nghe câu hỏi của tùng an liền giật mình bởi cô cũng giấu anh chuyện bình an là em trai ruột của nam cường nếu hai người bên dưới mà nói ra thì tùng an sẽ sớm biết chuyện nam minh chỉ giả vờ chết chúng tôi không biết được vì cậu nam cường nói cần phải giấu danh tính cho em cậu ấy không thì sẽ nguy hiểm tùng an nhìn sang tú diệp với ánh mắt dò xét nghi ngờ cô cong môi nói anh nhìn em làm gì em thực sự không biết vì sao ư thật mà bọn em cũng sắp nên em cũng chẳng cần biết nhớ ra có người ngoài nên tú diệp ngắt hai từ ly hôn tùng an lửa mắt ghét bỏ khi cô tỏ ra bí mật với anh thật lòng thì cô đâu có biết sự thật đằng sau là gì chứ ba mẹ bình an về tới nhà rồi tùng an mới ngả bài với cô theo anh thấy thì bình an chính là nam minh anh ta cố tình che đậy về nam minh thôi cô thầm khen ngợi sự thông minh của tùng an chỉ đoán chật có một chút xíu thôi tú diệp vừa ngạc nhiên hỏi nam minh làm sao mà phải già chết chứ vì cậu ta là mối nguy hại cho bà mẹ kế và cả ông bố dượng hôm nghe em nói anh đã kịp điều tra từ ba anh rất có thể vụ cháy năm ấy là người của bà mẹ kế hoặc ông bố dượng nhúng tay nhằm hại chết nam minh và nam cường để chiếm đoạt tài sản hai anh em họ được ông nội cho khối tài sản lớn và được bảo lãnh bởi bố mẹ cho đến năm 18 tuổi. Hồi nhỏ, dưới sự bảo trợ của ông nội, họ mới sống sót được tới năm 17 tuổi. Khi ông nội họ mất, Nam Minh đã lấn sân showbiz ngay. Làm người nổi tiếng rồi, thì kẻ muốn đụng tới anh ta sẽ dè chừng hơn. Nghe nói hồi anh ta nổi tiếng, đã bắt đầu điều tra về cái chết bất thường của ông nội. Anh dám chắc là vợ hai của Lục Nam Tư muốn hai người họ chết hơn bao giờ hết. Bà ta sợ anh em họ tranh quyền thừa kế của ông chủ Lục sao? đúng vậy còn bên bà mẹ thì đã ngầm sử dụng tài sản của anh em họ đầu tư cho chồng mới và ông ta muốn nuốt không nó không muốn trả lại nên ông ta cũng muốn hai người họ biến mất nguy hiểm như vậy sao đúng sau vụ hỏa hoạn nam minh bị chết còn nam cường cũng biến mất nhưng bọn họ không thể báo khai tử để chiếm đoạt tài sản vì anh ta đã làm giấy tờ báo cơ quan có thẩm quyền là bản thân đi học đến khi tập đoàn thương mại xuất nhập khẩu do một người anh đứng đầu đổi tên thành minh cường vào hai năm trước thì bọn họ mới biết nam cường đã trở về nhưng anh ta không bao giờ lộ mặt nên chẳng ai biết được mặt mũi hiện tại ra sao chỉ biết người đứng đầu minh cường trên bảng tên là nam cường chắc chắn những kẻ từng hại hai anh em họ như đang ngồi trên đống lửa khi nam cường đã lộ mặt anh tin bọn chúng đang nín thở chờ quả báo nên cũng chẳng dám manh động đâu tú diệp nghe chuyện của chồng mà nhịp tim như ngừng lại quá phiêu lưu mạo hiểm Cô nhớ anh Vũ nói 6 năm về trước, hai người họ chơi với nhau còn khó khăn lắm. Khi ấy là lúc Nam Cường đang ẩn thân để trả thù sao? Bảo sao anh lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, xung quanh toàn rắn độc. Nếu bản thân không trở thành mãng xà thì sao dọa được hổ mang? Bây giờ cô đã hiểu vì sao mẹ của Nam Cường lại tới tìm cô. Chắc chắn muốn tìm hiểu gì đó cho chồng mà dọa nạt phách lối. Còn Nam Giang bị đánh một phần vì động vào cô, còn phần nữa chính là trả thù khi anh chưa tìm được nhân chứng xử mẹ kế tùng an nói tiếp hiện tại công ty của bọn họ đều đang ở bờ vực nên không dám động vào nam cường vì chỉ cần manh động nam cường sẽ có cớ dập họ không thương tiếc nhưng ngày trả giá của bọn họ sớm muộn gì cũng đến thôi hiện tại lão chồng quỷ của em không trực tiếp ra tay mà để bạn bè nhúng tay để không bị mang tiếng con trai mà lại đối đầu với ba mẹ mà bạn bè anh ta thì em gặp rồi đấy toàn ông lớn hùng mạnh thôi Ba anh cũng đang giúp hắn thao túng công ty của lão cha dượng Hóa ra mấy năm nay Ông ấy hợp tác với lão ta Để chờ ngày quật ngã lão Bảo sao hôm đám cưới anh Ba anh và Nam Cường lại thân thiết như vậy Còn nữa Hết bà mẹ chồng Đến ba chồng lại tìm gặp em Bà mẹ chồng của em Tưởng con trà thiêu bảo hân sẽ kết hôn được với Nam Cường Nên từ lúc Nam Cường về Thì lấy lòng của nó lắm Hôm đến dằn mặt em là vì con nhỏ đó không ngờ Em quả thực không dễ bị dọa Còn ba chồng em ấy à bây giờ cần hơn hết sự giúp đỡ của Nam Cường. Nhưng ông ta không biết rằng khó khăn ông ta đang gặp phải là do Phan Gia Khiêm và Phan Gia Vũ nhúng tay vào. Họ là bạn trí thân của Nam Cường đấy. Tú Diệp cười ngất, cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao mấy người đó lại thi nhau xuất hiện sau nhiều năm bỏ rơi con cái rồi. Theo những gì cô biết, Nam Minh quá giỏi, nên nếu còn mang cái tên ấy, chắc chắn anh sẽ bị họ đuổi cùng giết tận. Có thể đó là lý do cho việc đổi tên của anh em họ lấy tên Nam Cường mới giữ lại khối tài sản mà ông nội để lại. Nam Cường hiền hơn, bọn chúng mới thả lòng phòng bị, nhưng không ngờ anh quay lại bất ngờ với thành công như thế. Không phải anh án binh bất động không trả thù, mà là đập từ từ cho đến khi họ không ngóc được cổ dậy nữa thì thôi. Đang giàu mà trở nên nghèo khó thì không biết họ sẽ tồn tại thế nào nhỉ? Tự dưng nghĩ tới hai mẹ con Tú Sang bây giờ đang sống thê thảm ra sao sau khi cố tình muốn động vào cô. Nam Cường ra tay, cô không dám nghĩ thêm xuống xe trước cửa siêu thị tùng an còn níu cô lại hỏi em thật sự muốn ly hôn với nam cường vâng chắc chắn làm sao cô có thể nói ra lý do thực sự được cô đã hứa với bình an là ly hôn rồi dù còn yêu nam cường nhưng cô không thể nào chấp nhận mối quan hệ trái đạo đức như vậy được đồn ra ngoài thì thật mất mặt gì mà anh lại đi cướp vợ của em trai mình đi qua sân đậu xe tú diệp giật mình khi nghe thấy tiếng động cơ lao xe nhanh ngẩng mặt nhìn về phía trước một chiếc xe bán tải cứ vậy phi thật nhanh và hướng đi đang lao thẳng vào cô, nhất thời chân cô còn không thể chạy, cứ vậy trơ mắt nhìn chiếc xe đến gần, một chiếc xe khác lao vụt đến, đâm vuông góc vào đầu chiếc xe bán tải, khiến cho nó trệch hướng đâm vào cột lớn, tiếng va chạm ầm ĩ, kéo Tú Diệp giật mình buông tay, ôm đầu run rẩy đứng dậy. Cách cô không xa, chiếc xe quen thuộc màu lam của Nam Cường cũng đâm vào bồn hoa tim cô đập như trống rồn, mặt mũi tái nhợt sợ hãi, nước mắt xối ra không ngừng. Chân cô như bị chôn một chỗ, sợ đến mức không bước đi nổi. Dù đang giận thì cô cũng không muốn nhìn thấy anh bị thương, nhất là lại vì cô. Nếu như cô chịu để ý, chắc chắn sẽ tránh được rồi. Ai nấy sau giây phút bàng hoàng thì đã xuống lại chỗ hai chiếc xe. Tú Diệp nhìn thấy Nam Cường mở cửa xe thì tim cô mới đập nổi và chạy ảo đến. Cô ôm mặt anh kiểm tra, mặt vẫn cắt không còn giọt máu trạng thái cực kỳ bất ổn hỏi anh có làm sao không không sao chân hơi đau thôi mà gọi cấp cứu giúp anh đi cô chủ tránh ra để chúng tôi giúp người thấy vệ sĩ của anh giờ mới xuất hiện cô cáu điên các anh ở đâu mà không bảo vệ được người như vậy sau khi nam cường được đưa ra khỏi xe kiểm tra anh chỉ bị thương phần mềm cô mới thở phào nhẹ nhõm trách cứ sao anh lại lao vào như vậy lỡ như anh chẳng để ý tới lời trách móc của cô mà đánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ họ liền đứng dậy len qua đám đông vào chỗ của kẻ đã lái xe đâm cô nam cường bám vai vợ đứng dậy nhíu mày chờ đợi chẳng bao lâu kẻ đâm cô đã lộ diện khi bị vệ sĩ của anh lôi ra tú sang tú diệp thốt lên bất ngờ hôm nay cô vừa nghĩ đến nó xong chân nó bị trẹo lủng lẳng như gãy máu trên trán chảy xuống mặt ướt sũng người xem náo nhiệt thấy cô ta bị lôi đi nhưng lại sợ người của nam cường nên chỉ dám góp ý một cách nhẹ nhàng các anh đưa cô ta đi bệnh viện đã nơi đến của cô ta là song sắt không phải bệnh viện một vệ sĩ lạnh mặt trả lời rồi họ đem cô ta lên xe túng quá hóa liều đến phát điên rồi chú hải có mặt trong phút mốt tú diệp đi cùng mọi người đưa nam cường đi bệnh viện dù anh nói không sao ngoài hành lang bệnh viện cô thấy chú hải nghe điện thoại liên tục nhưng sự chú ý hiện tại của cô là phòng bệnh của nam cường một y tá từ phòng của nam cường ra hỏi cô Chồng cô nhắc tôi đưa cô sang khoa sản khám Cô có thấy người khó chịu không? Tôi không sao, còn anh ấy sao rồi Chồng cô bị dạn xương cổ chân Đang được băng bó và cố định rồi Không sao, cô mang thai Nên nếu thấy khó chịu phải đi kiểm tra ngay Không, tôi không sao, hoàn toàn khỏe mạnh Y tá không thuyết phục cô nữa Mà trở vào phòng báo lại cho Nam Cường Chú Hải xử lý xong Tới chỗ cô ngồi xuống Cháu có muốn đến gặp cô em gái kia không? Nó làm sao rồi chú? Không sao, mất một chân thôi còn người ngợm vẫn nguyên vẹn mất một chân mà chú nói nhẹ như lông ngỗng như vậy à tai nạn xe thì hư hỏng chân là bình thường mà cô rất muốn hỏi tỉ mỉ nhưng thấy chú ấy lại đứng lên nghe điện thoại tóm được rồi mang qua nhà đi cậu chủ về bây giờ chưa kịp hỏi họ tóm ai nam cường đã được đưa ra khỏi phòng hai vệ sĩ lại gần xốc vai anh đỡ đi anh không ở lại bệnh viện sao anh không sao đi cùng đi lát chú hải đưa em về Tú Diệp đi sau cùng chú Hải hỏi thật khẽ. Tú Sang không có gan đâu, dù nó hận cháu lắm nên có người đứng sau nó đấy. Cô chủ thật là thông minh. Chú đừng gọi cháu là cô chủ, bọn cháu chuẩn bị ly hôn rồi. Vừa quay lại nhìn đường, mặt cô đã đâm sầm vào lưng người phía trước. Tú Diệp được chú Hải đỡ khỏi ngã mà cáu. Sao tự dưng mọi người lại dừng lại? Nam Cường quay lại, lừa mắt với cô rồi tiếp tục để dìu đi mà không thèm đáp lời. Chú Hải nói thật nhỏ. Chú đã bảo với cháu đừng nhắc tới hai từ ly hôn nữa cơ mà. Là ai ban đầu đề nghị chứ? Cô nuốt hai chữ ly hôn khiến chú Hải bật cười thành tiếng. Hóa ra là cháu cũng biết sợ cơ đấy. Sợ chứ? Chú có thấy ánh mắt của anh ấy rất hung dữ không? Có. Cháu có thấy tóc của chú bạc vì hay bị cậu ấy lử mắt không? Tú Diệp khúc khích cười trước câu bông đùa của chú Hải. Làm việc cho người chỉ biết nổi cáo như Nam Cường thật không dễ dàng gì. Nói cháu nghe một chuyện. Chuyện gì ạ? À? Nam Cường đang bị ốm nghén Từ lúc cháu mang thai Cậu ấy ăn uống không tốt Còn hay bị nôn nữa Thật không ạ Nói dối cháu làm gì Cháu không thấy sắc mặt cậu ấy xanh sao à Tú Diệp có thấy Nhưng không nghĩ là anh lại bị nghén Không nhịn được cứ vậy miệng của cô mắc tới tận mang tai Đáng đời anh Dám ức hiếp cô sao Vừa đến nhà anh từ trên xe nói với chú Hải Chú đưa cô ấy về nhà đi Cho người bảo vệ một chút Tú Diệp có chút thất vọng khi anh đã sớm được dìu vào nhà thái độ này là sao thế đuổi cô về nhà ngay khi bình an đã đi lại bày ra cái bộ mặt bất cần lạnh nhạt chẳng bổ cho đêm hôm trước lén lút tới nhà cô ôm ôm ấp ấp tự ái nổi lên tú diệp ngoan ngoãn ngồi im trên xe cho chú hải đưa về anh còn chẳng cho cô cơ hội hỏi thăm hay nói lời cảm ơn hiện tại nghĩ tới tình huống khi ấy tim cô vẫn đập thình thịch không ngừng sợ tới toát mồ hôi hột sao chú không đưa anh ấy về công ty mà để anh ấy qua chỗ cháu Chú làm sao mà quyết định được nơi cậu ấy muốn đi Dù sao cũng may mà cậu ấy đến đấy Không thì Tú sang đang ở đâu rồi chú Chậm rãi dừng xe nơi đèn đỏ Chú ấy quay sang cô nghiêm túc dạy dỗ Nhân nhượng với kẻ thù Là tự đào hố chôn mình Người không đáng thì không cần phải đối tốt Bởi có những kẻ không biết sám hối đâu Tú Diệp đồng tình Bởi lần trước cô đã nói Nam Cường Chờ cho cô ta đường sống Đừng làm quá Vì cô cũng chẳng muốn thủ hận sâu quá không ngờ sự nhân nhượng của cô Xém thì hại chết hai mẹ con Nếu như Nam Cường không có mặt Lần này thì nó tự làm tự chịu Nhất định Nam Cường sẽ không bỏ qua Nó đang ở trong nhà Nên là anh ấy không cho cháu vào phải không Để nó giải quyết đi Một lần chấm dứt tất cả Cháu để ý một chút Bây giờ còn đang mang thai đấy Vâng cháu nhớ rồi Nhà có thêm vài vệ sĩ ở lại Chú Hải nhắc cô tạm nghỉ làm nốt ngày Để cho Nam Cường giải quyết nên tú diệp đành ở nhà ôm máy tính làm việc tiện mở rộng kiến thức bầu bí nói chuyện với hạ tình về việc có thai cô ấy nhanh chóng cho cô cả tá kinh nghiệm từ bầu bí tới nuôi con thơ vừa ngồi vào ăn cơm tối vệ sĩ từ ngoài chạy vào hốt hoảng cô chủ cậu chủ nhập viện cấp cứu vì biến chứng tai nạn rồi tú diệp đánh rơi đũa vội vàng đứng dậy đi thay quần áo tới bệnh viện vệ sĩ cũng không biết chuyện gì vì sao anh lại nhập viện cấp cứu chẳng lẽ anh giải quyết tú sang đã xảy ra chuyện gì sao vào đến viện vệ sĩ đưa cô đi thẳng lên phòng phẫu thuật chú hải cùng với nhiều vệ sĩ ở trước cửa phòng sốt ruột hết đứng rồi lại ngồi tú diệp xà đến sốt sáng hỏi chú đã xảy ra chuyện gì vậy sao anh ấy lại phải vào phòng phẫu thuật có lẽ lúc nhập viện đã chủ quan vội về giải quyết công việc nên không chụp ct khi nãy cậu ấy đột nhiên đau đầu ngất đi nên chú đưa tới bệnh viện sau khi khám thì bác sĩ khang nam chỉ định mổ ngay vì não có máu bầm chắc là khi va chạm đầu có đập vào đâu đó nhưng nam cường lại không lưu ý từng lời của chú nói khiến sự lo lắng của tú diệp càng đẩy lên cao lúc va chạm anh ấy rất tỉnh chỉ kêu đau chân thôi sao bây giờ lại liên quan tới chấn thương sọ não như vậy chứ chúng ta quá chủ quan tai nạn cần phải kiểm tra hết ngồi chờ đợi mà lòng của tú diệp nóng như lửa đốt dù chưa kịp ăn tối nhưng chú hải đưa đồ cô không nuốt nổi giận nhau như vậy nhưng nghe anh gặp nguy hiểm thì trong lòng lại luôn nghĩ ngợi lung tung. Anh vì cô nên mới nằm trong kia, không biết sống chết thế nào rồi. Đau lòng đến dối bời. Nam Cường thích cháu trước bình an. Tú Diệp từ từ ngẩng người ngồi thẳng dậy, nhìn sang chú Hải đang chậm rãi uống cà phê nói chuyện. Quan trọng là chú ấy chịu nói cho cô nghe về anh. Trước kia, chú làm cho ông nội của Nam Cường, nên biết cậu ấy từ lúc còn nhỏ. Hồi học cấp 2, cậu ấy hay về nhà nói chuyện với ông về cháu, Nghe chú ấy nói, Tú Diệp từ ngạc nhiên sang bất ngờ. Cô biết anh học trung trường, lớp sát vách, nhưng không nghĩ là anh lại thích mình. Làm sao chú biết đó là cháu? Chú còn có ảnh hồi cháu dự tổng kết năm học lớp 8. Chú nhớ năm ấy, Nam Cường dù đến trường tham dự, chỉ để nhờ chú chụp ảnh cháu. Lúc nhỏ so với bây giờ cháu không khác mấy, vẫn xinh đẹp như vậy. Trái tim cô run lên, đầu nhớ tới bức ảnh trong máy tính của anh Hóa ra người ta đã thích mình từ lâu như vậy rồi Năm học lớp 9 Nam Cường xin tiền ông đi mua quà mùng 8 tháng 3 cho cháu Chuẩn bị cả tuần Nhưng rồi trước đó ít ngày Bình An lại về nói chuyện Thằng bé thích một chị gái xinh đẹp Thật không ngờ Chị gái xinh đẹp ấy lại là cháu Cháu không nhận được quà Nam Cường không tặng cho cháu nữa Món quà ấy vẫn trong ngăn kéo bàn làm việc ở công ty Vì Bình An sao? Chú Hải gật đầu, ngả người ra ghế chậm rãi nói Với Nam Cường thì Bình An và ông nội chính là những người thân yêu nhất Cậu ấy có thể sống chết vì họ Vào cấp 3, cậu ấy muốn đi du học khi nghe tin cháu đã đi Pháp Nhưng cuối cùng thì không đi Cậu ấy sợ bản thân đi, sẽ không ai lo cho ông và em trai Ngay khi tốt nghiệp trung học cơ sở, mẹ đã cho cô đi Pháp học Đến tận khi học xong đại học rồi lại qua Anh học MBA Rất nhiều năm cô mới trở về mẹ muốn cô kế thừa sản nghiệp của bà nên việc học được ưu tiên tuyệt đối khi mẹ xảy ra chuyện cô đã suy nghĩ nếu như bản thân không đi du học sớm thì đã được ở cạnh mẹ nhiều hơn cũng sớm phát hiện ra mọi chuyện mà làm chỗ dựa cho bà cái gì cũng có cái giá của nó kiến thức cô nhận được khổng lồ đồng nghĩa với việc mất đi nhiều năm ở cạnh mẹ nghe chuyện cũ lòng cô rung động đầy bất ổn anh yêu cô lâu như vậy rồi sao ở cạnh nhau còn không chịu nói nam cường đã gặp lại cháu ở sân bay ngay khi về đây hình như hôm ấy cháu cũng về nước vậy sao anh ấy không đuổi theo cháu cậu ấy chưa kịp làm thì biết là cháu đã có bạn trai khi cháu chia tay rồi thì bình an lại gặp cháu ở bệnh viện sao chú biết hai anh em họ làm việc sai trái với cháu mà không ngăn cản vậy nếu từ đầu họ cho cháu lựa chọn thì đã không khó xử như bây giờ rồi chú hải bất ngờ cười thành tiếng từ đầu đến cuối nam cường là chồng cháu trong chuyện này cách làm của nam cường có hơi gây hiểu lầm nhưng chú tin đó là cách làm tốt nhất vừa tốt cho cháu vừa tốt cho em trai chỉ cần bình an khỏe mạnh nam cường sẽ không nề hà bất kỳ việc gì kể cả việc cậu ấy từng bán mạng kiếm tiền để giữ lại mạng sống cho em trai nói như chú thì cháu có thể hiểu nam cường chủ đích cưới cháu cho anh ấy nhưng dùng thủ đoạn để bình an đi chữa bệnh sao người thông minh nói ít hiểu nhiều cháu chẳng hiểu gì đâu tú diệp mặt mày bí xị có thể nói họ là quan hệ quen biết từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường tới tận bây giờ. Cô không biết anh, còn anh thì nhớ dai, bao năm vẫn còn nhớ tới cô. Giá như hồi ấy anh mạnh bạo bày tỏ, có khi cô không đi học xa nhà thì sao nhỉ? Cô muốn hỏi sâu hơn về cuộc sống từ lúc lên cấp 3 của Nam Cường, nhưng chú ấy không nói nữa. Đúng là người từng trải, chỉ nói những gì cần rồi lại im thiên thít. Cô tin là chú ấy biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không cho cô biết mà thôi tại sao anh ấy lại không thích tới nhà chú vậy ạ à? vì con gái chú thích nó hồi ông nội còn sống có nhờ chú làm mai hai đứa nam cường không thích nên nó không gặp hay tiếp xúc với tâm bình thành ra không thèm tới nhà chú luôn cậu ta rất cứng đầu chắc cháu hiểu phải không chú không thích con rể như anh ấy sao không nó cọc cằn khó tính như vậy ai mà thích được chỉ có cháu mới thích thôi tú diệp đỏ mặt tim đập thình thịch nhưng xị mặt bác bỏ không có cháu không thích anh ấy nói lời chối bỏ xong mà tim lại như bị nhéo một cái thực sự không thích sao chỉ là yêu thôi chứ không thích ca phẫu thuật tới nửa đêm mới kết thúc bác sĩ cho cô một chút hy vọng rằng ca phẫu thuật thành công dù sao cũng trở lại viện kịp thời nhưng ngay lập tức lại treo cho cô lo lắng mới đợi biến chứng sau ca mổ mới có thể khẳng định được anh ấy có sống hay không nam cường nằm trên giường bệnh với quần áo bệnh nhân băng trắng quấn quanh đầu nhìn anh hiền hơn rất nhiều tú diệp ở trong phòng bệnh một bước không rời cũng chẳng thiết tha ăn uống để duy trì dinh dưỡng cho em bé cô chỉ uống sữa và ăn chút đồ lòng dễ nuốt cứ nhìn anh bất động cô lại sợ lại lo rồi rơi nước mắt người ta chẳng màng sống chết vì mình trung thủy yêu suốt nhiều năm như vậy mà cô vẫn còn đang giận y tá vào phòng thay dịch truyền tú diệp đứng bên cạnh nhìn chằm chằm tại sao phải tiêm thuốc gì và dịch truyền nữa vậy thuốc bổ sung ổn định mạch não thôi bác sĩ vừa chỉ định tú diệp vậy mà lại đa nghi nên khóa lại dòng chảy dưới mu bàn tay của anh khi y tá bắt đầu treo ống truyền cô ngầm ấn gọi cho chú hải nhưng không nghe máy mà cứ để điện thoại kết nối cho tôi xem thành phần lọ thuốc anh vừa cắm vào dịch truyền đi lọ ở bên phòng cô đợi tôi một lát tôi mang sang chú hải cùng với vệ sĩ lập tức đã đẩy cửa vào chẳng nói chẳng rằng khống chế người nhẹ nhàng lôi ra ngoài ngay sau đó bác sĩ được triệu tập tới Lúc nãy bác sĩ nói 3 giờ chiều mới thay dịch chuyển Tại sao bây giờ đã cho người thay Tú Diệp bình tĩnh hỏi Nhưng trong lòng không tránh khỏi bất an Nếu đúng như Tùng An nói Chỉ cần họ hạ Nam Cường vào lúc không ai đề phòng nhất Thì thật nguy hiểm Tôi đâu có cho người đến chuyển dịch Vậy phiền bác sĩ kiểm tra lại đội ngũ của mình Và kiểm tra hộ tôi thành phần dịch mới chuyển này Vì khóa chuyển Máu bị chảy ngược lên Tú Diệp nhìn mà thấy sót hết cả ruột Trong khi anh còn chưa tỉnh Thì đã có kẻ trà trộn dở trò thật may là cô còn tỉnh táo và nhớ giờ bác sĩ chủ trị dặn vị bác sĩ chủ trị vừa ra khỏi phòng mổ nhận được tin liền chạy tới cho kiểm tra một loạt chỉ số sinh tồn của nam cường còn chân thành xin lỗi sẽ xử lý sự việc sau lúc ấy chú hải tăng cường kiểm tra và chỉ thay dịch hay tiêm thuốc do chính tay bác sĩ chủ trị làm còn không cho bất kỳ y tá nào vào phòng của nam cường bác sĩ khang nam có thể là làm phiền tới anh nhưng đó là cách duy nhất đảm bảo an toàn cho chồng tôi không có gì, trách nhiệm của tôi Cô yên tâm đi, đợi qua 48 giờ Cậu ấy tỉnh lại là an toàn Thời gian 48 giờ chờ đợi Thực sự rất lâu, Tú Diệp chẳng dám ngủ Cứ ngồi cạnh nắm tay anh Nhìn chằm chằm vào, mắt chờ anh mở ra Nam Cường Nếu anh không tỉnh lại Em sẽ tìm ba mới cho con của em đấy Anh có biết trên đời Cái gì cũng có thể nhường Nhưng tình yêu thì không thể không hả Chứng tỏ anh yêu em trai mình hơn em Không phải có lẽ chỉ hơi thích em thôi Nên mới không thèm theo đuổi tới cùng như vậy Anh thích em lâu như thế rồi Sao lại bảo em đừng yêu anh Thổ lỗ cục xúc Thì cũng phải biết nói lời yêu chứ Anh thích em thì cứ nói là thích đi Có ai đánh thuế anh đâu Biết đâu anh với em đã yêu nhau từ lúc lâu rồi thì sao Anh bá đạo lắm cơ mà Sao lại hèn nhát như con rùa rụt cổ vậy Mua quà cho người ta còn không dám tặng Đang nói hăng say Thấy Nam Cường mở mắt Tú Diệt đơ đến sốc luôn bao nhiêu lời còn muốn nói nuốt ngược vào trong. Anh... anh... Sao hôm nay em lại thích cầu nhau vậy? Chẳng thèm nghe anh hỏi nữa, cô đứng bật dậy gào thét trong vui sướng. Chú Hải ơi, gọi bác sĩ đi, anh ấy tỉnh rồi. Có nút ấn gọi mà, em mất sức như thế làm gì? Tú Diệp nhìn anh hậm hực ấn nút, đã làm bệnh nhân rồi mà vẫn còn trêu chọc cô được. Vậy mà bác sĩ nói não của anh có thể bị ảnh hưởng cô đấy, về cơ bản vẫn xấu xa như cũ thôi. Sau khi tỉnh dậy, anh hồi phục khá nhanh đến bác sĩ còn ngạc nhiên. Cậy bản thân là bệnh nhân, anh mặc sức đòi hỏi. Cô chỉ về nhà tắm rửa một chút mà anh déo chú Hải liên tục mang cô vào viện. Rõ ràng cô đang mang thai mà còn phải chăm anh ăn uống nữa chứ. Người cần được chăm là cô đấy. Tối còn phải ngủ trên giường bệnh bé xíu của bệnh viện, chen chúc hai người trên giường không cho cô ngủ riêng. Không phải vì anh đã cứu thì cô chẳng chiều theo làm gì. Bởi một vấn đề nữa là anh trở nên kén ăn kinh khủng chú hải nói là từ lúc cô bầu anh mới như vậy anh ăn bánh ngọt không ăn đồ mỡ sợ ăn dầu mỡ chỉ ăn đồ luộc lại còn hay nôn mửa mỗi lần anh buồn nôn lại thích người cô để kìm nén suốt ngày ôm ôm hít hít người người những ngày bị anh hành hạ cũng sớm chấm dứt ngày được bác sĩ báo xuất viện mặt anh đen như chó mực đòi ở lại mà không muốn về chú cho người mang đồ sang nhà vợ cháu đi cháu sẽ về bên ấy ở Tú Diệp nhìn anh bĩu môi không đồng ý. Nhà anh rộng như vậy, sang nhém làm gì? Vợ chồng không ai ở hai nhà hết. Nếu không, em dọn về bên này đi. Anh mới khỏi bệnh cần người chăm. Nhà anh để giúp việc còn gì? Chú Hải ngồi ở ghế phụ thở dài lên thở dài xuống. Cuối cùng xe vẫn dừng lại trước nhà cô. Anh ung dung xuống xe đi theo cô vào nhà với cái đầu vẫn băng và chân đi khập khiễng. Anh đã khỏe như vậy, chúng ta nói chuyện được rồi chứ? Anh buồn ngủ lắm đợi mấy ngày nữa đi được không tú diệp thở dài nhắc giúp việc chuẩn bị phòng bình an từng ở cho anh cho anh ở chung phòng với mẹ con em đi anh không làm phiền em đâu không nếu anh không muốn thì có thể về nhà chúng ta đều cần thời gian suy ngẫm về sự việc hôn nhân không phải sân chơi bóng đá em cũng không phải là quả bóng để bị người ta thích đá hướng nào thì đá thời gian ở bệnh viện em chiều chuộng anh không phải là đã tha thứ cho anh mà là cảm ơn vì anh đã cứu mạng em tú diệp nhìn rõ sự thất vọng và cả nỗi buồn đọng trên mắt của nam cường nhưng chừng nào sự thật chưa sáng tỏ chừng nào anh chưa khẳng định được bản thân thực sự có quan hệ nghiêm túc với cô thì ngày đó cô còn chưa quay về tha thứ thì dễ nhưng để người ta rút kinh nghiệm sâu sắc vấn đề mới là quan trọng cô yêu nhưng không lụy mọi việc đều phải rõ ràng bất cứ thứ gì có thể mập mờ còn tình yêu thì không mập mờ là biện minh cho hành động mờ ám gian dối và phản bội lần này anh sẽ không vì ai mà buông tay em nữa đâu sẽ chỉ vì anh thôi bước chân tú diệp bước chậm lại trước lời anh nói cuối cùng cô vẫn lựa chọn về phòng không đáp lại cô cũng muốn xem người đàn ông thô lỗ như anh sẽ làm gì khi yêu tú diệp đi làm chú hải lái xe đưa đi nam cường còn không yên tâm để bất kỳ vệ sĩ nào lái xe anh ngăn chặn người ta làm phiền cô qua chú hải cô biết được anh đang giữ nam giang vì anh ta chính là chủ mưu đứng sau Tú Sang đâm cô để trả thù. Anh cho rằng còn người nữa, chứ Nam Giang không đủ tầm để đấu với anh. Hành động xử anh ở bệnh viện như một mồi lửa châm cuộc chiến giữa anh và bọn họ. Sau khi tỉnh dậy không lâu, Nam Cường đã có cuộc họp với bạn liên tục trong 2 giờ và hiện tại mẹ anh và cả ba anh nữa đang tìm mọi cách gặp được vợ chồng cô. Cô không thấy bất ngờ khi Tùng An gọi điện thông báo công ty do mẹ và dượng của Nam Cường tuyên bố phá sản thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị truy tố anh đã nói lão quỷ nhà em chỉ cần lý do để ra tay thôi mà chắc chắn là lão đã biết được ai là người gây ra vụ hỏa hoạn năm ấy bọn ngu dám ra tay động thủ với cả em và lão quỷ ấy chó cùng bất dậu thôi anh ấy ngầm giải quyết lâu rồi nên chúng mới dám động chân động tay đúng là không nên nhân nhượng với kẻ thù mà nhân hậu với kẻ ác là tự tay đào hố chôn mình nhưng mà chồng em mất không ít đâu hắn phải bù lỗ cho dự án chỗ ba anh sau khi thoái dự án bên kia đấy nếu anh ấy phá sản để trả thù thì em sẽ bao nuôi anh ấy lúc đó để xem anh ấy còn dám lớn tiếng quát nạt hay dọa dẫm em không đang hả hê khoái chí mặt cô như bị liệt khi thấy nam cường đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ cô chủ quan anh hay về muộn nên nói chuyện với tùng an không đóng cửa sau anh thiêng đến độ cô còn chưa thắp hương mũi nữa tùng an không thấy cô nói tiếp cật lực gọi tú diệp Cô buông điện thoại lấp bắp Anh về lâu chưa? Ngày mai anh phá sản Hả? Chỉ nói vậy rồi anh đi về phòng Tú Diệp đơ người Khi biết là anh đã nghe những lời hùng hồn Khi nãy cô nói cho sướng miệng Ngồi ăn tối Tú Diệp chỉ cắm đầu ăn Còn Nam Cường ăn chút thì lại ôm nhà vệ sinh Nhưng anh khỏe nên nôn xong lại vào ăn Thành ra chỉ hơi xanh sao tái nhợt Chứ sức khỏe vẫn tốt lắm Em có muốn đi xem phim không? Chúng ta ra ngoài xem Dạ cỗ máy này lại còn rủ cô đi xem phim cơ đấy Có thời gian rảnh như vậy sao Anh không sợ ra ngoài nguy hiểm sao Anh giải quyết xong rồi Nguy cơ ngày mai sẽ phá sản Nên đang lấy lòng em để được bao nuôi đây Cô biết rồi Anh sẽ nhại cái điệp khúc này suốt ngày cho mà xem Thủ dai nhớ lâu kinh khủng Em chỉ nói đùa thôi Còn lâu mới bao nuôi anh Có tiền em bao các em trai trẻ biết nghe lời chứ Cô ngỡ là anh sẽ nổi giận đùng đùng nhưng người ta lại ủy khuất nói khi được bao nuôi anh sẽ nghe lời mắt cô chớp cật lực hai má hay hay đỏ trước dáng vẻ lạ lẫm này của anh không thể ở lại với trạng thái tim đập chân run cô vội vàng đi về phòng đóng cửa lại điều hòa sự phấn khích của bản thân anh chỉ mới ngoan ngoãn chút thôi mà cô lại thấy như mình được tỏ tình vậy bất ngờ nhận được điện thoại của chú hải tú diệp lạ lẫm nghe máy chưa kịp nói gì đã bị mắng tú diệp chú xin cháu để thân già này yên đi có chuyện gì nhẹ nhàng dễ dỗ nhau sao tự dưng nam cường đòi bán công ty rồi bảo chú mau lên nắm quyền thế tóc chú chưa đủ bạc hay sao tuổi trẻ các cháu yêu đương kiểu gì mà lạ lẫm vậy hả sao lại bán công ty ạ à? nó muốn thông báo phá sản hả sau khi bình tĩnh lại tú diệp tỷ tê chú ngày xưa chú yêu cô bao nhiêu năm liên quan gì đến cháu nếu chú có kinh nghiệm yêu đương xin hãy dạy cho nam cường đi Hôm nay cháu chỉ nói với bạn chuyện bông đùa thôi Mà anh ấy tưởng là thật ấy. Chú Hải không hiểu gì Cho đến khi nghe Tú Diệp tưởng thật lại rõ ràng mọi chuyện Cuối cùng chú cười phá lên nói Lúc chiều Thư ký của Nam Cường nói nó là hãy rủ cháu đi xem phim Thế mà cháu tưởng là ý của anh ấy Cháu không biết đâu Chú mau tìm chuyên gia tình yêu dạy anh ấy đi Không có ngày anh ấy làm cháu tức chết mất Được Vậy cháu thu lại chuyện bao nuôi đi nhá Vâng cháu sẽ thu hồi cô ngồi ngẩn ngơ trên ghế papa san thở dài đúng là để thay đổi một con người khô khan khó thật sự từ khi lấy nhau anh mua gì đều hỏi em thích không muốn mua gì không chẳng bao giờ chủ động gì hết nhìn tay mình trống trơn cô sầu não không thôi người ta có ti tỉ thứ nhẫn mà cô đến nhẫn cưới cũng không có tú diệp đến giờ em uống sữa rồi nhấc chân ra mở cửa cô nhìn thấy anh thờ ơ đón lấy cốc sữa bầu đúng như anh nói hôm trước khi ghen tị với Bình An. Từ lúc đến đây, tối nào anh cũng pha sữa bầu cho cô uống. Anh đừng có phá sản, không là em chê anh nghèo đấy. Em còn nợ nhiều tiền lắm, không bao nuôi được trai bao mặc hàng hiệu, còn phiên bản giới hạn như anh đâu. Đồ của anh có rất nhiều, không cần mua. Tú Diệp hít thở không thông nữa. Sao anh thông minh mà có biểu hiện yêu đương thôi lại chán như vậy? Chán không muốn nói. Tú Diệp uống hết cốc sữa trước ánh nhìn âu yếm không chớp mắt của anh đúng là anh chẳng cần biểu thị bằng mấy lời ngốc kia nữa chỉ cần nhìn cô bằng ánh mắt này thôi là tim cô đã rụng rời rồi mặt dần đỏ ửng tú diệp cảm thấy uống sữa cũng nghẹn là có thật hết cốc sữa cô liếm sạch môi muốn đóng cửa thì anh giữ lại diệp vâng anh muốn hôn em dạ lần này tú diệp đã nhanh như chớp đóng dầm cửa lại cô còn nghe thấy tiếng suýt xoa đau của nam cường chắc đập cửa vào mũi anh rồi cũng nên sự lạ lẫm của anh đến lúc cô cũng có thể hiểu khi vô tình nhặt được lịch sử tìm kiếm trên google làm thế nào để thể hiện tình yêu với bạn gái và tin nhắn anh buôn với bạn bè cô sang phòng tìm hỏi về bó hoa hôm nay gửi tới văn phòng còn anh đang ôm nhà tắm nôn sau bữa tối máy tính anh đang làm việc vẫn mở và tin nhắn thi nhau hiện ra toàn chiến thần yêu đương nhưng đều bị tán tỉnh trước nên đưa ra những lời khuyên không mê được gì mà đừng vồ vập nhẹ nhàng dẫn dắt với cả hỏi ý tú diệp nhịn không được khúc khích cười gia vũ nhắn lên tin mới nhất ông cứ đứng trước mặt cô ấy nói là anh sai rồi rồi anh xin lỗi anh yêu em nên mới làm như vậy ngay lập tức tin nhắn của anh nhận được vài cái mặt mếu xịu không đồng tình lâm khải thì nói đừng nghe cậu ấy vợ chạy ra tám thước đấy gia khiêm phụ nữ thích sự chủ động cậu đừng thay đổi quá cứ nhiệt tình âu yếm đi lý trần phong xin không được thì chiến thôi cứ mon men được là làm hòa Nghe thấy tiếng xả nước, Tú Diệp liền co chân chạy vào về phòng, nằm vật ra giường cười ha ha hi hi, mang tiếng toàn người thành công mà yêu đương thiếu lãng mạn. Tính ra cô lại thích anh trước kia, bá đạo chiếm hữu hành động thô bạo nhưng hoàn toàn chủ động. Diệp, nam cường sang nhanh như vậy, cô dám chắc anh đã biết cô sang phòng và đọc được những gì có trên máy tính của anh. Vỗ lại mặt mình, Tú Diệp mở cửa vừa tự nhiên hỏi, "Có chuyện gì sao?" Cô thấy mặt anh phiếm hồng, hai tay cực đỏ, xém tí nữa thì cô phá lên cười. Nam Cường bá đạo ngang ngược đây ư. Biểu hiện yêu đương của anh cực kỳ lạ lẫm. Em vừa sang tìm anh có việc gì không? À, em bị dị ứng phấn hoa, nên anh đừng tặng hoa nữa có được không? Để chứng minh, cô vạch tay có một vài nốt mẩn đỏ cho anh nhìn. Anh đưa em đi bệnh viện. Cô còn chưa kịp nói không sao, cả người đã bị ôm lấy, rồi thấy như vẫn chậm, anh bế cô trên tay đi xuống nhà lớn tiếng gọi, chuẩn bị xe tới bệnh viện. Tú Diệp nằm im trên tay anh, mùi hương quen thuộc lấp đầy hốc mũi, so với sự lạ lẫm cả tuần nay thì cô thích anh như này hơn. Đến viện, bác sĩ cho siêu âm kiểm tra máu, toàn bộ quá trình cô không nói cũng không sốt ruột, nhưng Nam Cường thì lo lắng toát mồ hôi, đến khi bác sĩ thông báo cô và bé con không ảnh hưởng gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, anh gọi điện mắng người đã hiến kế cho anh tặng hoa. Tú Diệp nhìn ra đường phố tùng tìm cười, sự biểu hiện tình yêu của anh lạ quá, cô không thích ứng nổi. Bàn tay cô bị anh xòe ra, áp lấy lòng bàn tay anh, sau đó thì anh vo tay cô nắm lại. Trong lòng bàn tay cô có thứ gì đó cụm cụm. "Tú Diệp, anh thực sự xin lỗi vì đã yêu em sai cách." Nhất thời, cô bị điểm huyệt đờ người, chỉ có nước mắt là cứ động trượt từ mi mắt chảy dọc má. "Đúng là yêu sai cách." nhưng cô lại lỡ yêu những hành động ngang ngược đầy đọa ấy của anh rồi. Dịu dàng như thời gian qua lại không quen chút nào. Mở lòng bàn tay, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, cô bật cười. Chẳng lẽ anh có thuật đọc tâm sao? Hôm trước cô vừa ấm ức vì chẳng có chiếc nhẫn tỏ tình hay cầu hôn nào để đeo. Chiếc nhẫn này nằm trong bộ siêu tập trang sức mới ra mắt của Dior có tên là Sorry My Dear. Đây là quà xin lỗi của anh sao? Không, xin lỗi là lời nói còn nhẫn là để lái xe liếc mắt xuống nhìn động viên anh mau nói ra nhưng cuối cùng anh thất vọng thở dài khi người ta im lặng tú diệp chẳng thấy ai như anh ít ra cũng nên chọn một không gian lãng mạn chứ ai lại trên đường đi từ bệnh viện về về đến nhà lái xe nhanh chóng xuống xe tú diệp cũng toan xuống nhưng bị lời anh nói làm cho bất động diệp anh yêu em từ rất lâu rồi chiếc nhẫn vẫn được nắm trong lòng bàn tay nặng trĩu cô không nghĩ khi anh nói lời yêu mọi thứ đều nặng đến khó thở như vậy không chỉ tim đập chân run vì hồi hộp mà toàn thân cô như có dòng điện chạy qua khiến cơ thể bất ổn bất ngờ quá mà cô không biết nói gì nên hấp tấp ra khỏi xe vội vàng đi vào nhà lên thẳng phòng đứng sau cánh cửa xòe lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc nhẫn bị in cả vào da thịt cô ngỡ là mình hoang tưởng rồi người như nam cường làm sao biết nói lời yêu trơn tru như vậy chắc chắn là bạn anh lại hiến kế rồi tú diệp vội nhắn cho quỳnh trang dò hỏi em ấy liền ép cô vào nhóm của các bà vợ hóa ra mấy em ấy đã sớm liên hệ với nhau và có nhóm riêng để chuyên bắt thóp chồng điều cô không ngờ là hạ tình cũng đã ở trong nhóm hạ tình sao mày ở đây vừa nhập hội hôm qua chưa kịp rủ mày tú diệp không giấu mà kể lể lên nhóm triệu chứng đáng ngờ của nam cường rồi nhờ họ hỏi xem có phải ông chồng nào đã hiến kế cho nam cường không chỉ vài phút sau cô đã thấy mấy chị em online trở lại đồng thời trả lời chồng họ không biết về kế hoạch mua nhẫn xin lỗi và tỏ tình một cách bất thường của nam cường vân anh, anh anh ấy đúng là thiếu máu chó mà chẳng lãng mạn gì cả quỳnh trang em thấy vậy thể hiện sự thật lòng em còn chẳng được tỏ tình lẫn cầu hôn đây linh đan em còn chưa nghe được lời yêu nữa hạ tình lão ấy đâu chết đứng rồi à tú diệp lúc này mới giật mình đứng dậy nhìn qua cửa sổ ngó xuống dưới xe vẫn còn điện và người vẫn ngồi im trên xe cô liền nhắn tin lên nhóm anh ấy vẫn dưới xe linh đan chị mau xuống trả lời anh ấy đi sao được tỏ tình lại chạy mất dạng như vậy bao giờ quỳnh trang anh ấy chắc đang rất buồn ngỡ là chị từ chối đấy hạ tình kệ ông ấy cần thành tâm hơn một chút nữa vân anh tội anh ấy mà chị dù sao cũng không mang tính mạng cứu người không biết cách thể hiện tình yêu đã biết đi hỏi mấy quân sư quạt mo là tốt rồi dù em biết lão vũ nhà em chẳng khuyên được câu nào ra hồn đâu Bây giờ phải làm gì? Tú Diệp ngó nhìn người vẫn bất động có hơi sợ Hạ tình À, rủ nhau đi ngủ Linh đan Chị đau nhẫn vào rồi xuống gọi anh ấy đi Người ta biết hối cải rồi mà Khiếp thật, yêu từ lúc mũi còn chưa sạch nữa Trên nhóm vẫn ẩm ý Tú Diệp lách thách mở cửa trở lại sân Trong xe, Nam Cường ngồi im bất động trầm tư dầu dĩ Anh làm cô khóc còn chưa tính tội Vậy mà mới thấy anh buồn cô đã sót Nam Cường Sao anh không vào nhà Lúc này anh mới nâng mặt nhìn cô Với nhịp thở nặng nề Sắc mặt không đổi chậm chậm xuống xe Đóng cửa tiến lại gần Anh chỉ nói dối bình an thôi Còn từ đầu đến cuối là chủ ý của anh Anh đồng ý với những gì nó nói Để dỗ dành nó đi chữa bệnh Rồi đợi khi bệnh tình ổn sẽ nói chuyện Tú Diệp đơ như khúc gỗ Không nghĩ là anh sẽ giải thích Anh không muốn em có con như giao dịch bởi không muốn coi em chỉ là người đẻ con cho mình cũng không muốn thực hiện theo lời của bình an nói là khiến em có con anh đối với em không phải vì lời dặn của bình an mà là vì anh thực sự coi em là vợ vậy sao anh không phải là người đứng ra đăng ký kết hôn bình an muốn như vậy anh chiều ý cho nó yên tâm mà đi chữa bệnh anh vội vàng muốn ly hôn để bình an không làm khó em để anh đường đường chính chính kết hôn với em nếu bình an nhất định muốn đổi lại tên đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều và khẩn trương như vậy tại sao ngay từ đầu anh không thành thật anh nghĩ là em còn yêu bạn trai cũ nên sẽ không vì anh mà ở lại anh mất rất nhiều công sức mới nghĩ ra được cách lấy được em nên vậy sau khi em phát hiện sự thật anh không chịu giải thích anh không biết nói thế nào để em có thể tha thứ mà bình an còn đang ở nhà làm loạn đòi em anh đã nghĩ cứ ly hôn đi đã rồi sau khi chấn an được chỗ bình an thì sẽ tìm em ai ngờ hai người vào hùa chống đối anh dù sao anh cũng đã lừa em đủ thứ chuyện anh xin lỗi không tha thứ tú diệp ngúng quẩy đi vào nhà biết anh yêu mình lâu như vậy trong lòng vui hơn là giận vốn dĩ khi anh nằm trên giường bệnh hôn mê cô đã không còn giận anh nữa thời gian qua làm cao với anh để cho anh thấy giá trị của lời xin lỗi mà thôi nghĩ là anh sẽ lẽo đẽo theo mình nhưng lên đến phòng rồi cửa cô còn chẳng đóng mà anh thì không thấy đâu khi ngó đầu xuống phòng khách lại thấy người ta ngồi đó hút thuốc uống rượu. Đúng là chẳng nhạy bén gì cả. Anh là đang sợ ép cô như trước khiến cô không tha thứ. Nhưng cô thích bị ép mà. Mặc kệ anh ngồi đấy, cô vào phòng nằm ghế, nghe nhạc, đọc sách thai giáo. Trước nhẫn anh tỏ tình vẫn để trên bàn. Cô muốn anh đeo cho mình, còn người ta yêu đương mà ngốc nghếch Rồi cô ngủ mất. Trong giấc mơ, lại người thấy mùi hương quen thuộc. Cả người được nhấc lên, nằm trong vòng tay vững chãi, môi mềm mềm âm ấm có vị cay cay của rượu cùng lời thì thầm của giọng nói thật êm nhớ em quá chẳng biết anh làm gì không còn cô vì lời tỏ tình bất ngờ mà lòng vui vẻ ngủ thật ngon sáng ngủ dậy cả người nằm gọn trong lòng nam cường còn anh hình như không ngủ mắt toàn tia máu nhìn cô không chớp mắt trong thoáng chốc ánh mắt hối hận ngập trong đau khổ kia đã sớm ôn nhu dịu dàng trở lại có ai nói với anh rằng đôi mắt anh biết nói chưa nó động đủ mọi cung bậc cảm xúc, khi giữ tợn hung ác, khi thì cực điểm đáng sợ, còn khi nhìn cô yêu chiều thì lông tơ trên người cũng muốn dựng lên, có khi là sờn cả da gà. Nhớ tới lần đầu hai người ngủ ở phòng này, buổi sáng thức giấc, anh cũng nằm nhìn cô như muốn nuốt vào bụng. "Chào buổi sáng." Cô lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch trước, anh nhẹ vén tóc trên mặt cô, ấn xuống chán một nụ hôn thật nhẹ. "Ngủ ngon chứ?" "Không ngon lắm, em quen ngủ một mình rồi." mí mắt anh cụp xuống buồn so gượng cười lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm anh ngồi dậy cứ vậy đi về phòng còn cô lại lần nữa hoang mang sao anh không như trước mà cưỡng hôn cô nhỉ điện thoại của anh bỏ lại tú diệp thấy sáng màn hình liền mở lên đã thấy tin nhắn của gia khiêm gửi trong nhóm phụ nữ mang thai rất nhạy cảm tốt hơn cậu đừng khiến cô ấy nổi giận cố gắng nhịn nhẹ nhàng nhất có thể đừng ép buộc hay cố gắng tranh luận làm gì tò mò Cô ấn bốn số ngày tháng năm sinh của mình, điện thoại được mở, thế là nằm trên giường đọc tin nhắn của năm người bọn họ. Toàn con gà trống dậy sớm, gì mà 6 giờ sáng đã buôn chuyện rôm rả trên nhóm rồi. Lướt tin nhắn, cô thấy đêm qua, Nam cường hỏi họ có nên lợi dụng cô ngủ say mà làm gì đó cho đỡ nhớ không. Tú Diệp liền nghĩ đến lời thì thầm đêm qua, anh nói anh nhớ cô, là thật à? Ngày nào cũng thấy mặt nhau còn nhớ gì nữa? Bạn anh người thì khuyên không nên Người thì bảo nhẹ nhàng thôi vì cô đang có bầu Họ cũng nói nhiều chuyện quá rồi Cửa phòng còn mở Mà anh lại đứng ngoài gõ Tú Diệp giật mình thoát điện thoại Dấu nghiến xuống gối mới thò đầu ra hỏi Có chuyện gì à Hình như anh để quên điện thoại bên đây Vậy sao em không thấy anh vào tìm xem Trong lúc ấy Cô nhanh chân xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân Nếu anh mà cứ nghe lời bạn Nhẹ nhàng không chấp nhặt cô mà nhẫn nhịn Thì cô phải làm sao đây Mang sự ủ rũ đi làm Tú Diệp cứ hết than vắn lại thở dài, khiến thư ký Hoài sốt sắng hỏi. Chị vẫn đang cãi nhau với ông xã đấy à? Anh ấy bây giờ hiền lắm, chị lại chẳng thấy quen. Có phải là sau tai nạn, não anh ấy có vấn đề rồi không? Sau khi ngồi nghe cô tỉ tê, thư ký Hoài cười sặc tư vấn. Trong một buổi tối, chị từ chối người ta hai lần, còn đòi người ta chủ động sao? Về cơ bản, người có vấn đề là chị ấy, không phải là anh nhà chị đâu. Thế bây giờ phải làm sao? Thế mà cũng hỏi, Thích thì nhích chứ còn phải làm sao Muốn còn làm bộ thì nhịn đi Nói xong thư ký Hoài chẳng thèm tư vấn nữa mà đi làm việc Lần đầu tiên cô ấy dám sẵn rộng như vậy với cô Nam Cường sai cơ mà Cô làm cao một chút không được sao Thứ cô muốn xem là món quà anh chuẩn bị tặng cô vào mùng 8 tháng 3 năm lớp 9 cơ Khi anh nằm trên giường Cô đã tỉ tê như vậy rồi mà còn không chịu mang về nhà Anh không chịu nhanh nhạy thì cô tự mình đòi Nghĩ vậy Tú Diệp tan làm trước một tiếng tự bắt xe tới công ty Minh Cường mà không gọi cho chú Hải. Từ hôm xảy ra tai nạn, tú Diệp tập trung cẩn thận hơn, đứng chờ xe chỉ chăm chăm nhìn trước ngó sau. vừa thấy một người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác đến gần, tú Diệp tự ý lùi lại kéo dài khoảng cách quan sát. bà ta vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, tay luôn kéo trước mũ tay bèo xuống che mặt. cô đang có thai và không thể chủ quan. tú Diệp gọi bảo vệ gần đấy tới chỗ mình nhờ vả, ra hỏi và cho tiền nếu người ta muốn giúp đỡ. xe đến cô chẳng bận tâm người phụ nữ ấy nữa mà toan mở cửa đi tú diệp bảo vệ ngăn bà ta không cho đến gần nên chỉ còn cách xéo gọi tên cô tú diệp ngay lập tức nhận ra người đàn bà ấy qua giọng nói không có ba cô nuôi thì thành bộ dạng thảm hại như này rồi sao con gái bà ta cấu kết với nam giang xém lấy mạng của cô nên hôm nay bà ta định tới trả thù hay sao tú diệp xin cô cho tôi gặp tú sang đi Hiện tại cô ta ở đâu cô còn không biết Thì làm sao mà cho gặp được Tôi sẽ mang nó đi thật xa Không dám động vào cô nữa Thấy cô không nói cũng chưa đi Nên bà ta cố chấp nói Sảnh năng vắng người Bỗng chốc thu hút người đi qua lại Chú ý xăm soi Tú Diệp nhờ lái xe đợi một chút Đi tới gần đứng sau bảo vệ nói rành giọt Đây chính là cái giá Của việc chiều chuộng con cái Và lấy hành động sai lầm của nó Làm thành tựu Chẳng phải bà vẫn hay dắt nó đi bắt nạt tôi sao Bà không từ thủ đoạn cướp chồng của mẹ tôi Nên con của bà mới không từ thủ đoạn đấu với tôi Nhưng nó đâu biết bản chất mẹ tôi bị đánh lén Nên mới thua Còn tôi lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu với nó Tự lấy đá đập chân mình thì quẻ khỏi kêu Cô ta muốn hại chết tôi Giờ bà lại bày ra bộ dạng thảm hại Nói như tôi hại chết cô ta thế Mới hai tuần trước Cũng tại nơi này Nếu chồng tôi không kịp thời phản ứng có lẽ tôi đã mổ yên mả đẹp rồi Bà ta lắc đầu ngoài nguậy Với sắc mặt hoảng sợ Cô nói láo Tú sang không có gan giết người đâu Vậy bà thử liên hệ cảnh sát xem Có phải nó bị bắt về hành vi cố tình ám sát tôi không Hoặc là bà đi theo bảo vệ Chú ấy cho bà xem lại hành động điên cuồng Ngu ngốc của con gái bà Đừng làm phiền tôi nữa Không họa bà tự chịu Mỗi lần xem lại video cô vẫn thấy sợ Nam Cường vậy mà dám phi thẳng xe, đâm vào đầu xe cô ta cho chạch quỹ đạo. Nếu anh không có tính toán, khắc bản thân còn bị thương nặng hơn. Ngốc thật, tại sao có thể vì người khác mà biết chết vẫn lao vào như vậy? Bà cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp ông ấy. Ông ấy không còn tiền để bao nuôi bà đâu, nên đừng hy vọng dựa dẫm nữa. Không nhiều lời, Tú Diệp lên xe rời đi để bảo vệ xử lý bà ta. Mẹ con họ nghĩ ai cũng sẽ bắt nạt như mẹ cô sao? Rời nhà đi học từ 16 tuổi, cuộc sống nơi đất khách quê người dạy cô khôn và trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ là cô lại hối hận vì đi quá lâu để mẹ không có chỗ dựa, có lẽ bà đã phát hiện ra chuyện ba ngoại tình nên mới sớm để cô xa nhà nhiều năm như vậy. Điều cô hối tiếc nhất tới bây giờ, có lẽ là không bảo vệ được mẹ. Tới sảnh công ty, cô gọi cho chú Hải để được lên thẳng văn phòng làm việc của Nam Cường. Lần đầu đến, cô thấy tác phong làm việc của mọi người ở đây chẳng khác ông chủ là bao mặt mũi ai nấy đều như đâm lê, tác phong đi lại cứ vèo vèo, tiếng nói chuyện tuyệt nhiên không có. Nhìn thoáng cũng thấy phong cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Thư ký của anh kính cẩn, mang nước tới bản lễ phép. Chị ngồi đợi xếp một chút, anh ấy đang có khách. Vâng, không sao. Cô không ngờ, vị khách ấy lại là Lục Nam Tư. Hôm nay ông ấy còn đến tận công ty tìm anh là chuyện không vừa rồi. Có lẽ ông ta lại đến xin anh làm đơn giảm án cho Nam Giang cũng nên. Con cái gây tội cha mẹ cứ đi sau xử lý thì bảo sao chúng không trưởng thành được mắc lỗi lần một lại tưởng con nhanh nhẹn đến lần hai thì tặc lưỡi chuyện không nghiêm trọng rồi cứ thế sai lầm lặp lại đến khi không thể cứu vãn được nữa ông ấy thấy cô thì thở dài muốn nói rồi lại thôi nhưng tú diệp đã lên tiếng nam cường cũng là con trai của bác đấy anh ấy đứng lên được không có nghĩa là anh ấy không có cảm xúc người đàn ông chững bước nhẹ quay lại nhìn cô rồi tiếp tục rời đi đứa con trưởng thành nhất nhưng lại là người trải qua nhiều bão táp nhất người ta mặc áo giáp không có nghĩa là tránh được mọi loại vũ khí có những tổn thương nằm sâu trong lòng chẳng có loại áo giáp nào có thể bảo vệ được tú diệp nâng chân bước thật khẽ nhẹ để cửa vào phòng của nam cường anh đứng bên tường kính nhìn xuống thành phố nên không biết người vào là cô ông còn muốn nói gì sao là em anh quay ngoắt lại khuôn mặt vốn đang cau có lập tức giãn ra. Nếu anh đang bận thì em về nhé. Cái miệng ai kia cong lên rồi tùm tỉm cười, toàn bộ sự tức giận còn sót lại đã bay mất, trong đáy mắt chỉ còn lại sự cưng chiều vô hạn. Anh vỗ vào ghế của chính mình mời. Lại đây ngồi đi, không mỏi chân. Tú Diệp hơi thất vọng trước sự điềm tĩnh này, đáng lẽ anh phải bày tỏ sự vui mừng bằng cách ôm cô chứ. Không thích anh là một quý ông lịch lãm như này làm gì cả, dù tiếng lòng của cô gào thét không thích, chỉ thích anh như trước, nhưng không dám lên tiếng, chỉ còn biết ngúng ngủi dậm chân đến ghế. Hai người là vợ chồng, ôm ấp hay làm chuyện thân mật mãi không sao, mới có một thời gian chém sắt chém thép, mà hôm nay hành động thấy mất tự nhiên ghê gớm. Tú Diệp đứng im để anh ôm, đến thở cũng chỉ nhẹ nhẹ, nội tâm khó hiểu kinh điển. Khi nãy cô còn mong anh chủ động ôm ấp, bây giờ anh làm rồi thì lại thấy hồi hộp nhũn cả chân tay, chẳng lẽ là anh biết đọc nội tâm của cô sao giọng nam trầm mà cô thích nghe lại vang lên thật khẽ nhưng đầy ngọt ngào ôm em một chút thôi cô muốn nói nhiều chút cũng được nhưng không thành lời sao từ lúc biết anh yêu mình cô thiếu tự tin thế nhỉ lại còn tim đập như bị bệnh thật sự là có chút à không nhiều chút ngại hơi thở của người đàn ông có chút nặng nề tú diệp nghiêng đầu hỏi chuyện để chôn đi cảm xúc lạ lắm ở hiện tại ba anh đến có chuyện gì sao ở ừ. Anh ngồi xuống ghế ôm cô ngồi trên đùi Mặt vẫn vùi sâu bên gáy cô Ý tứ chưa muốn nói Cô để cho anh ngồi yên suy nghĩ nghỉ ngơi Cũng không hỏi Nhưng chắc chắn là anh sẽ nói Sau một loạt chuyện xảy ra Anh sẽ không còn cố gắng giấu nữa Trước kia còn chưa giải quyết vấn đề nơi bình an Còn hiện tại Anh và cô đã chẳng còn rào cản vì ai nữa Nhớ lời chú Hải kể Tú Diệp tay máy mở ngăn kéo bàn làm việc của anh Nam Cường cũng thấy nhưng không phản ứng vẫn ngồi im áp môi vào cổ cô. Ngay nơi góc ngăn kéo, cô đã thấy chiếc hộp giấy nhỏ màu vàng mật ong. Em lấy ra nhé. Của em à? Tú Diệp hào hức lấy ra, tháo dây buộc cũng màu vàng, miệng tủm tỉm cười khi anh còn biết cô thích màu này. Bây giờ chắc không hợp nữa. Trong chiếc hộp nhỏ xinh ấy có chứa kha khá, khá đồ nhỏ xinh, vài cái dây buộc tóc cũng màu vàng nhưng đủ sắc độ vàng. Ngày xưa cô hay buộc đuôi gà bằng dây buộc màu vàng, một chiếc vòng tay hiện tại đã không còn vừa, có lẽ bằng vàng trang sức và một chiếc dây chuyền mặt là con ong vàng cõng hai chữ rất nhỏ, phải căng mắt ra mới nhìn được là hai chữ MD. Minh Diệp phải không? Anh không đáp, vùi sâu mặt trong sau gáy của cô, Tú Diệp cười thành tiếng chọc. Có chàng trai si tình lâu như vậy mà em lại không biết, yêu đương không chịu nói, may mà em còn ế tới thật bây giờ đấy. Tú Diệp lấy một chiếc dây buộc tóc, cột cao tóc lên lộ gáy, ai kia càng được đà chạm môi khắp cổ cô. Lắc tay không đeo vừa nữa, nhưng dây chuyền vẫn dùng được. Mau đeo cho em đi. Để làm cái khác hợp hơn đi. Không thích, mau đeo cho em đi. Anh uể oải giúp cô đeo những sợi dây khá ngắn, về cơ bản đã không còn vừa nữa. Tú Diệp tiếc nuối nhìn đồ không còn dùng được nữa thì tiếc hùi hụi. Sao hồi ấy anh không tặng em chứ? Tặng thêm sẽ nhận sao? Chưa biết, hồi ấy mẹ em nghiêm lắm, chắc chắn không cho yêu đương đâu xếp mọi thứ trở lại hộp toan đóng nắp thì cô phát hiện ra dưới nắp hộp có một mảnh bìa cứng điền cậy ra sao từ nãy đến giờ anh không bảo em lấy bưu thiếp ở đây hả em thông minh như vậy cần anh dạy sao tú diệp hừ một cái toan mở ra đọc thư tình của cậu bé lớp 8 sẽ như nào ngày đi học ai đưa thư cô đều đưa mẹ để bà xử lý còn mình chưa từng được đọc vậy mà chỉ có vỏn vẹn một xíu chữ bạn học tú diệp tôi là nam minh lớp chuyên toán Xin hãy để ý đến mỗi lần tôi lên sân khấu nhận giải thưởng đi Lần nào tôi cũng nhìn về phía bạn Làm bạn được không? Tú Diệp đọc đến phát ngốc phá lên cười Đây là thư tình á Chán chết đi được Ít ra anh cũng phải nói là anh thích em chứ Quen rồi nói điều ấy lúc nào chẳng được Nói trước mặt Không tốt hơn là qua tờ giấy vô hồn này sao Cô còn chưa tìm được ý cãi cự cằm đã bị xoay 90 độ Miệng bị làm phiền Sao anh không hỏi cô là cho hôn đi Mà lại tự tiện như trước rồi Đúng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời Nhưng mà cô thích Liêm sỉ rớt đâu mất rồi Điều chỉnh lại tư thế ngồi Hai cánh tay mềm mại vắt trên vai anh Chẳng một chút phản kháng Còn nhiệt tình hôn đáp trả Không chỉ anh nhớ Mà cô cũng nhớ Nhớ cảm giác được quấn quýt hôn hít không ngừng Vừa hôn cô vừa cười trêu chọc Anh nói ôm em một chút thôi mà Bây giờ em ôm anh đấy Sao lại đến đây Vừa hôn vừa thủ thì trò chuyện khiến hành động trở nên tự nhiên hơn rất nhiều cô không còn ngại anh nữa cũng chẳng muốn dừng lại nụ hôn yêu đương ấy em đến lấy quà thôi lấy được rồi bây giờ làm gì tú diệp lúng liếng hai mắt cười thành tiếng hôn nhiều hơn được không em đang có thai tối hôm trước anh hỏi bác sĩ rồi từ văn phòng trở về tú diệp không ngậm được miệng tủm tỉm cười không ngừng mặt mũi lúc nào cũng vì ánh nhìn của anh mà ửng hồng giúp việc thấy cô về là thi nhau hỏi han Tùng tỉm cười theo cậu chủ và chị vui vẻ hòa thuận như vậy có phải tốt hơn là cãi nhau không chị cũng đâu có muốn như vậy đâu là do anh ấy chọc chị bị điên lên thôi diệp lên tắm không muộn cô ngửa mặt nhìn lên lầu trong đầu sớm đặt câu hỏi to đùng về việc vì sao cô cứ nhắc tới anh là mặt mũi ở đâu lù lù xuất hiện bụng cô hiện tại cũng đã hơi nhô lên một chút rồi xoa xoa cũng thật thích tặng em tú diệp thò tay cầm lấy con ong vàng căng mắt nhìn chữ dính ở trên đó anh vẫn để nguyên hai chữ md nam cường nhẹ xoa má cô nói lời rõ ràng bạn học tú diệp tôi là nam minh có thể làm quen với em không không bạn hung dữ quá tôi không thích tôi đã kết hôn với nam cường rồi thật tiếc quá đi anh nhổm người đeo sợi dây lên cổ cho cô thì thầm có muốn anh đổi lại tên là nam minh không không cần em gọi anh là ông xã nên không cần tên dù mang tên gì Thì người em yêu vẫn chỉ là người trước mặt em bây giờ thôi Ông Vàng Chúng ta làm đám cưới đi Sao anh biết tên ở nhà của em Trả lời câu hỏi của anh đã Tú Diệp bĩu môi nhéo mũi anh gắt Có ai cầu hôn như anh không Nhẫn đâu hoa đâu Không gian lãng mạn đâu Em còn đang tắm đấy Cầu hôn gì mà ở nhà tắm chứ Không đồng ý Đúng là chẳng giống ai Yêu đương cũng không biết cách thể hiện nữa Anh có cầu hôn em đâu Chúng ta kết hôn rồi chưa tổ chức đám cưới thôi tú diệp mắm môi mắm miệng tức muốn đứng vụt dậy không thèm nói nữa anh bọc cô trong khăn mềm ôm ra ngoài phòng vừa đi vừa cười nghe chừng hả hê lắm anh xấy tóc và như đánh vật khiến tóc cô rối như tổ quạ sau một hồi loay hoay cũng gỡ được thẳng mượt không có thành ý thì không cần làm đám cưới tú diệp sẵn giọng toan đi lấy đồ mặc nhưng cả người lại bị ôm cứng lấy ra gần cửa sổ nam cường mở ra thì pháo hoa từ trong vườn vụt sáng lên trên nền trời tối sẫm, pháo hoa rụng xuống là hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy xếp chữ. Xin lỗi em yêu, kèm theo là vườn hoa hướng dương, một con ong vàng và hai chữ gái mờ đê. Khi tất cả tan ra, hình ảnh cô bé có răng khảnh, toe tét cười, thật giống với bức ảnh trên nền máy tính của anh. Nam Cường đứng phía sau ôm chặt cô, miệng rắn bên tay thì thầm. Ông vàng, làm cô dâu trong lễ cưới của anh nhé. Sao anh biết tên ấy của em? đi qua nhà em để gây sự chú ý, nên nghe thấy mẹ em gọi là ông vàng, vậy mà đi mòn cả giày dép, em vẫn không thèm nhìn. Có phải là mắt em kém nên ở trong nhà không nhìn thấy người ngoài cổng không? Anh còn đẹp trai như vậy nữa mà. Tú Diệp cười ngất. Mẹ em bảo tránh xa mấy đứa con trai mới nứt mắt ra đến cổng nhà con gái đòi yêu đương rồi, hóa ra trong số đó có anh. Nam Cường lập tức nuốt nghẹn cười trừ, mẹ vợ nói đúng, nứt mắt ra không nên yêu. Trước mặt những đốm sáng xếp thành chiếc nhẫn cầu hôn, bên dưới ồn ào tiếng thét của giúp việc. Cô chủ, bọn em muốn ăn cỗ đám cưới rồi. Tú Diệp nhìn cổ ra ngoài mắng. Đi ngủ mau, ở đó mà bày trò. Dù cô chưa đồng ý, tay đã bị Nam Cường nắm lên đeo nhẫn. Ơ hay, anh có phải là người keo kiệt đâu, mà lại lấy nhẫn tỏ tình làm nhẫn cầu hôn. Em tưởng phải là nhẫn khác chứ. Hai cái giống nhau mà. Hả? Cô chạy đến túi của mình kiểm tra, hóa ra chiếc nhẫn hôm trước vẫn còn nằm ở đó bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ra chúng chỉ cùng kích cỡ viên kim cương thôi còn hai viên có hai cấu trúc khác nhau một cái hình bông hoa còn một cái là hình trái tim tú diệp ngắm hai chiếc nhẫn trên tay buột miệng hỏi bộ của sorry my dear có ba chiếc cơ mà còn một cái là nhẫn cưới em có muốn lấy luôn không thôi để đám cưới đi em đồng ý rồi phải không mặt tú diệp nghệt ra giơ tay dí sát mặt anh em chưa đồng ý mà anh đeo nhẫn luôn rồi còn gì không đồng ý không đồng ý à tông giọng sặc mùi súng đạn dọa nạt nhưng tú diệp không sợ còn bật cười thành tiếng cô thích anh như này cơ không thích vẻ mặt chịu đựng nhún nhường như thời gian qua tốt hơn là anh đừng thay đổi ông xã hả em yêu anh trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy bỗng chốc rung lên ý cười vẻ lãnh đạm tiêu tan nhanh chóng em mau biểu thị bằng hành động đi cái này được gọi là được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy nhưng cô thích nam cường đóng cửa sổ ôm cô bế về phòng từng chút một giải nụ hôn trên mặt trên người cô lộn xộn không có mục đích anh nói cô biểu hiện bằng hành động nhưng lại chẳng nỡ bắt cô làm gì bàn tay đan vào nhau chặt chẽ anh dịu dàng âu yếm nâng niu diệp em có bụng rồi này buổi chiều anh đã hôn không biết bao nhiêu lần lên bụng mà giờ mới nhận ra chứ tú diệp hít mắt cười bây giờ cô có thể cảm nhận được sự mấp máy của con trong bụng nam cường nhẹ chạm trên bụng rồi áp môi hôn từng chút từng chút trên da bụng sớm đã căng bóng khiến vòng eo con kiến của cô đã sớm thay đổi anh thực sự muốn em sinh con cho anh nhưng phải là tự nguyện tại sao em lại phát hiện ra vòng tránh thai lúc ấy thực sự em muốn đánh chết anh cô giơ chân đạp anh cho bõ ghét ngẫm lại vẫn thấy mình tha thứ quá nhanh khi anh chất chồng tội chỉ vì nhìn thấy tấm chân tình của anh mà dễ mềm lòng cũng bởi vì anh đã gặp quá nhiều biến cố trong cuộc sống nên cô không muốn bản thân là một biến cố nữa của anh. Nam Cường nắm chân cô, nhẹ lướt môi dọc cổ chân thành từng dấu dâu tây rõ ràng. Tê dại chạy dọc cơ thể, cũng chẳng phải chơi yêu đương, nhưng hôm nay thật lạ, cô có chút ngại khi nhìn sự nâng niu này. Ánh mắt anh thiêu đốt mọi lý trí với sự khiêu khích đầy tình. Anh chưa xin lỗi em đâu đấy. Anh há miệng cắn xuống má đuổi của cô một miếng in dấu lớn rồi cười lấy thành tích. Mau ngủ đi, Tập 5 của câu chuyện tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.